Mục thần ký tập 605 đến 608. Chúc các bạn xem video vui vẻ, sáng xuống ẩm, một chùy này của hắn hạ xuống, cánh tay kia ngay lập tức vỡ nát, vô số mảnh xương vỡ bay loạn, ngay sau đó mảnh xương vỡ tiếp tục bị nghiền nát dưới những cú đánh kinh hoàng của hắn, cứ như có vô số cự nhân vô hình cầm chùy sắt trong tay, tỉ mỉ đập nát những mảnh xương vỡ ra thành hạt bụi vậy, chùy sắt đập xuống đất, sơn cốc rung chuyển dữ dội, người câm nhấc chùy sắt lên, lộ ra vẻ vui mừng, cùng lúc đó trên mặt dược sư và người mù cũng không nhịn được mà nở nụ cười bọn họ cuối cùng cũng thành công nhưng mà một khác sau nụ cười trên mặt bọn họ vụt tắt trên vách đá dựng đứng mặc dù hai tay của thân hình khô gầy kia đều đã bị đứt đoạn nhưng vẫn đi về phía trước khuôn mặt và một chân của hắn đã bước qua vách đá khuôn mặt kia lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ ngay sau đó bộ mặt bắt đầu thối rữa đó là tác dụng mà độc của dược sư gây ra cái chân mà hắn bước qua vách đá cũng trở nên thối rữa hiện ra bạch cốt độc của dược sư quá mãnh liệt không chỉ tàn phá da thịt, phá hoại các chức năng của thân thể mà còn nhằm vào đạo hạnh của hắn, khiến đại đạo mà hắn luyện thành bị phân giải, đạo liên đứt gãy, đạo văn tan rã, phù văn bể thành những hạt vô cùng nhỏ không thể phân rã nổi nữa. Nhưng mà thực lực của hắn quá mạnh mẽ, bộ mặt của hắn rất nhanh đã không còn thối giữa, độc tố trên chân cũng bị ép ra khỏi cơ thể. Người mù dùng sức cắm lòng thác thần thương lên mặt đất, trận văn bảo phát, rút lòng thác ra, một tay mang theo dược sư nhanh chóng lui về phía sau, người cầm cũng lui về phía sau cùng lúc đó, yên nhi xách lồng đèn của người thiên tôn tiến lên, vượt qua bọn họ, kích phát uy năng của lồng đèn, long kỳ lân xoay tròn quanh lưu ly thanh thiên tràng, từng tòa chư thiên trong thanh thiên tràng xoay tròn mở ra, trọng bảo bên trong chư thiên sáng chói như sao trời, dần dần sáng lên, chư thiên bay lên, cuốn đám người trong sơn cốc lên, hai con mắt của thân hình khô gầy kia trở nên vô cùng sáng ngời, đầu của hắn đã rời khỏi vách đá, sau lưng trên vách đá hiện ra một bóng ma đang dương cung, cái bóng ma kia kéo cung tên ra, mặc dù chỉ là cái bóng thế nhưng lại phát ra sức mạnh kinh người. Quy năng của đèn lồng trong tay Yên Nhi bắt đầu bộc phát, một luồng dây đàn ánh sáng tách ra hai bên, đèn lồng rời tay, lơ lửng trên không trung. Yên Nhi lắc người một cái hóa thành một con long tước, móng vuốt sắc bén thỏ ra nắm lấy dây đàn ánh sáng vụ cánh bay về phía sau, song đèn lồng vẫn ở nguyên vị trí. vuốt dây đàn ánh sáng bắn ra phía trước, tiếng đàn trong trẻo đồng thời vang lên, chấn động hoàn toàn sơn cốc. Trong khoảnh khắc dây đàn vang lên, âm thanh của dây cung rung động cũng trực tiếp chuyển đến, một luồng tiễn quang bay ra từ trong vách đá như cầu vồng như điện xuyên ra khỏi lồng đèn trong lồng đèn vầng mặt trời lập tức nổ tung ngọn lửa hừng hực ngay lập tức biến đèn lồng hóa thành tro tàn thần thông không gian ẩn chứa trong bảo vật của người thiên tôn hoàn toàn bị trôn vùi trong khi quả cầu lửa va chạm với bên ngoài dây đàn ánh sáng cắt ngang ngọn lửa lao tới phần cổ của thân thể gầy khô kia đôi mắt của bóng người gầy khô đó phát sáng hai luồng ánh sáng giống như hai mũi tên nhọn cắt ở chính giữa dây đàn ánh sáng dây đàn ánh sáng chia làm hai bay qua từ hai bên cổ hắn rồi để lại hai vết máu, suýt nữa cắt đứt cổ hắn. Mà một luồng thần quang khác trong mắt lại đuổi theo Long Tước do Yên Nhi biến thành, đi tới phía sau Yên Nhi. Long Tước phụ cánh bay lên, nhưng hoàn toàn không kịp né tránh. Nhưng vào lúc này, 28 chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên chàng biến lớn, đưa Long Tước vào tầng chư thiên đầu tiên. Long Kỳ Lân dùng hết sức thúc giục chư thiên, liều mạng thay đổi thứ tự các chư thiên để Long Tước không ngừng di chuyển vị trí, tránh né luồng tuyễn quang đáng sợ kia. Vút vút vút, tiễn quang đó xuyên thủng từng chư thiên, gào thét xé tòa không gian, vậy mà lại liên tục xuyên thủng 28 tầng chư thiên, bắn ra ngoài bầu trời. Nó xẹt qua một luồng quỹ đạo sáng ngời ở trên bầu trời đêm tối tăm, biến mất không thấy đâu nữa. Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra như nước, mà lúc này, đám người sơ tổ nhân hoàng, Giang Vân Gian đã bị hắn thay đổi 28 chư thiên, thân hình từng người lần lượt rơi trên các trọng bảo, mọi người đều bùng nổ số pháp lực còn sót lại, thúc giục từng món trọng bảo trong lưu ly thanh thiên tràng rất nhiều trọng bảo dần dần sáng tỏ giống như quần tinh lấp lánh lưu ly thanh thiên tràng là trí bảo đệ nhất thiên hạ mặc dù hiện nay không có thái tố chi noãn cầu được ước thấy nhưng sau khi được người mù và người câm đốc luyện thiết kế lại một lần nữa trận pháp còn càng tuyệt diệu hơn trước chẳng qua thời gian cần tiêu hao để thiết kế lại và đúc tạo trí bảo này cũng vô cùng dài đến nay người mù người câm vẫn chưa hoàn thành hơn nữa thần nhân trong đại hóc mộc cũng không nhiều tu vi của mọi người cũng khó có thể phát huy uy lực của trí bảo này lên đến trình độ cao nhất đây là nhược điểm lớn nhất tần mục cũng bị lưu ly thanh thiên tràng cuốn lên rơi xuống trên một trí bảo hắn dương thần cung ra nhưng không ngờ thần cung trong tay hắn lại không thể khống chế được nhảy lên muốn bay ra khỏi tay trở lại bên cạnh chủ nhân tần mục trong lòng cả kinh toàn lực trấn áp thần cung rốt cuộc cũng thoát khỏi vũ trụ tan vỡ kia bóng dáng gầy khô không có cánh tay kia ngửa mặt lên trời suy nghĩ vô cùng to lớn chấn động thời không làm cho tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ được suy nghĩ của hắn không khí trong lành trời đất trong lành sinh mệnh trong lành, không có loại khí tức giả yếu tử vong. Hắn gây đến đáng sợ hệt như là một người hoàn toàn mất nước, dưới làn da khô héo không có máu lưu động, chỉ có cơ bắp khô quắp bám vào xương cốt. Lúc hắn đi lại, thân thể phát ra thanh âm răng rác giống như gân bắp thịt đang đứt gãy. Thời đại của ta đã quá cổ xưa, cổ xưa đến mức mất đi tất cả sức sống. Các hạt tạo thành vật chất đang phân hủy và sụp đổ, các đại đạo tạo nên trật tự đang sụp đổ, mất đi hoạt tính, thảm họa hủy diệt mọi thứ, hủy diệt hết thảy mà nơi này sẽ trở thành nơi ta bắt đầu lại từ đầu. Long Kỳ Lân không để ý tới cảm xúc của hắn, thúc giục 28 chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên chàng bọc hắn lại, dự định thu hắn vào trong chư thiên, tập hợp uy năng của bảo vật trong các chư thiên luyện hóa chết hắn. Nhưng mà chư thiên lại xuyên qua thân thể người này, bóng dáng gầy khô kia lại không hề nhúc nhích, 28 chư thiên hoàn toàn không cách nào đưa hắn vào trong đó. Trong lòng Long Kỳ Lân cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tồn tại đáng sợ như vậy, hoàn toàn không có biện pháp gì đám người sơ tổ thúc giục từng món trọng bào trong thanh thiên tràng quy năng của trọng bào bộc phát cùng nhau đánh về phía bóng dáng gầy khô kia bóng dáng gầy khô kia không còn hai tay trên người cũng khô héo không chịu nổi khí huyết hoàn toàn không có nhưng đối mặt với một kích kinh thiên động địa này lại thản nhiên xử lý máu thịt của ta sắp bắt đầu lưu động một lần nữa thân thể của ta sắp bắt đầu hồi phục để chống lại trận đại kiếp sụp đổ kia hao tổn quá nhiều sức mạnh của ta ta cần phải bổ sung sức mạnh bóng dáng gầy khô há miệng miệng còn rộng hơn đầu rồi còn lớn hơn cả đầu, nó nghênh đón một kích khủng bố của 28 chư thiên chư bảo, sau đó dùng sức hít một cái, những công kích gào thét kia lọt vào miệng hắn, ầm ầm, trong bụng hắn truyền đến từng tiếng nặng nề, đột nhiên bụng phồng lên, co rút lại, lại phồng lên rồi co rút lại, liên tục hơn 10 lần, cuối cùng cũng yên ổn lại, mà sắc mặt của hắn cũng khôi phục một ít khí huyết, trong lòng mọi người trong Lưu Ly Thanh Thiên chàng bỗng chốc lạnh lẽo, vị cường giả trên vũ trụ này khi ở trong vách đá còn có thể đối phó được nhưng sau khi đi ra khỏi vách đá thì không cách nào đối đầu với hắn. Sự cường đại của hắn đã đến cảnh giới khó có thể tin được, ngay cả công kích của trọng bảo trong lưu ly thanh thiên tràng cũng có thể bị hắn nuốt chửng hóa thành năng lượng bổ sung cho bản thân. Ta còn cần thêm khí huyết, suy nghĩ to lớn của bóng dáng gầy khô kia dâng trào, đột nhiên mở to miệng ra ngửa mặt lên trời hít sâu. Trong sơn cốc, nguyên thần của mọi người dao động, dường như nguyên thần của bọn họ bị một hít thoát thể này bay ra, mọi người đều ổn định nguyên thần, chống lại lực hút khủng bố này nhưng khí huyết của bản thân lại không khống chế được mà bay ra ngoài cơ thể. Tần mục cao giọng nói, dùng tạo hóa thiên ma công phong bế bách kiếu của mình. Rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ lập tức thúc giục tạo hóa thiên ma công, ngón tay nhanh chóng điểm động, phong bế khí huyết của bản thân, nhưng mà khí huyết của bọn họ bị phong bế, tu vi lại không gánh nổi, bị lực hút kia kéo lên, không tự chủ được bay ra ngoài chư thiên. Long kỳ lân vội vàng thúc giục lưu ly thanh thiên tràng, thay đổi các chư thiên, để những người này quay lại trong chư thiên, chân tay cuống cuồng cả lên. Các cao thủ thế hệ đi trước khác như đám người mù dược sư hay sơ tổ chưa từng tu luyện tạo hóa thiên ma công của thiên thánh giáo, khí huyết của cả người không khống chế được mà nhanh chóng trôi đi, khí huyết trên đỉnh đầu mỗi người phun trào giống như hồng quang, bị bóng dáng gầy khô kia hút lên, sắc mặt tần mục nghiêm trọng, gắt gao bắt lấy thần cung, nhanh chóng đi khắp các chư thiên, dùng tạo hóa thiên ma công phong bế đám người sơ tổ, tránh cho khí huyết bọn họ tiếp tục trôi đi mất, nhưng hắn còn chưa kịp phong bế khí huyết của cao thủ thế hệ đi trước thì thế hệ trẻ lại không chịu nổi phong ấn của bản thân ảo ảo nổ tung khí huyết điên cuồng tuôn ra trong lòng tần mục cũng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng không phải thái dịch đạo huynh đã nói sẽ tới hay sao tại sao hiện tại vẫn chưa đến đúng lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy thái thủy chi noãn bị luồng lực hút kia hút bay lên bay ra phía bên ngoài của lưu ly thanh thiên chẳng nhanh như trước dường như cổ thần noãn này không chống lại được một hơi dài của bóng dáng gầy khô kia không tự nguyện mà rơi xuống cái miệng lớn của nó không giúp là giúp tần mục nhanh chóng đuổi theo vừa mới đuổi theo lưu ly thanh thiên chàng nhưng vẫn chậm một bước chỉ thấy một âm thanh thái thủy chi noãn rơi vào trong miệng của bóng dáng gầy khô kia nhưng quả cổ thần noãn này quá lớn mắc kẹt trong cổ họng người đó không cách nào nuốt xuống bóng dáng gầy khô kia không quan tâm từng luồng khí thái thủy trong thái thủy chi noãn nhanh chóng bị bóng dáng gầy khô kia nuốt trừng. năng lượng trong thái thủy chi noãn nhiều ngoài sức tưởng tượng điên cuồng tuôn ra trong cơ thể hắn lúc này bóng dáng gầy gò kia mới nhận thấy được chuyện không ổn hắn không có cách nào luyện hóa hấp thu khí thái thủy truyền đến từ trong quả trứng này mục thiên tôn đại đạo thái thủy, âm dương giao hợp, dung hòa làm một, từ một mà sinh hình, hữu hình mà vô chất, trong thái thủy chi noãn vang lên lời lẽ khó hiểu, lấy âm dương mà hóa thái cực, còn không ra tay sao, tần mục nghe vậy thì trong lòng khẽ lột bộp, bay xuống từ trên 28 chư thiên của lưu ly thanh thiên tràng, trên đường hắn nghiêng ngả đắp xuống, mắt dọc ở mi tâm đã mở ra, nguyên thạch thái cực trong mắt dọc bị kích thích, cùng lúc đó, vô số phủ văn trên thái sơ chi noãn sáng lên, phù phù chiếu dọi trên thần thạch thái cực thần thạch thái cực chuyển động đồng tử của thần nhãn nơi mi tâm hắn lập tức biến thành hai màu đen trắng rồi điên cuồng chuyển động vù vù một luồng ánh sáng hai màu đen trắng giao thoa vào nhau chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống chiếu rọi vào yết hầu của bóng dáng gầy khô kia luồng ánh sáng này chiếu xuống khiến yết hầu của bóng dáng gầy khô lập tức biến thành đá nơi nào chùm ánh sáng di chuyển qua thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến thành đá tần mục tà tà bay tới đợi cho đến khi chân đặt xuống đất ánh mắt của mắt giọc mi tâm đã chiếu từ đầu đến chân hắn một lần cả người của bóng dáng gầy khô kia bị hóa thành một pho tượng đá không nhúc nhích tất cả mọi người trong lưu ly thanh thiên chàng lập tức chỉ cảm thấy thoải mái một phen luồng lực hút khủng bố kia biến mất khí huyết của bọn họ không còn trôi đi mất nữa giang vân gian và các cao thủ thế hệ trẻ rơi xuống bịch bịch từ trên cao ngã sóng xoài trong một thời gian ngắn khó có thể đứng dậy đám người sơ tổ yên nhi cũng sợ hãi thân hình của tần mục cũng không hề dừng lại mà nhanh chóng đi xung quanh pho tượng đá này ánh mắt của mắt dọc một đen một trắng dây dư chiếu dọi khắp cơ thể hắn tăng cường hiệu quả hóa đá véo tầm mục giơ tay lên khiến tượng đá bay lên sau đó ngẩng đầu ánh mắt mắt dọc chiếu lên bàn chân tượng đá đùng tượng đá rơi xuống đất tần mục tiếp tục đi không bỏ qua bất kỳ góc nào đủ rồi đủ rồi mục thiên tôn có thể dừng lại rồi trong tượng đá chuyển đến giọng nói của thái thủy trong trứng nó kêu lên thân thể hắn đã hoàn toàn hóa đá ngay cả nguyên thần cũng hóa đá không cần phải chiếu xuống nữa mau nghĩ ra cách đưa ta ra ngoài tần mục dừng bước thở phào nhẹ nhõm cả người gần như mất sức ngã xuống đất dứt khoát thở dốc ồ ồ trên mặt đất vừa rồi thật sự quá nguy hiểm nếu không phải thái thủy chi noãn chủ động bị bóng dáng gầy khô kia nút trừng chủ động lấy khí thái thủy bên trong trứng để cho hắn hấp thu nếu không thì việc tần mục dùng đại đạo thái cực chuyển hóa năng lượng và khối lượng trước đó cũng không giúp đám người tần mục có bất kỳ phần thắng nào đại đạo thái thủy cộng thêm đại đạo thái cực lúc này mới giải quyết được nguy hiểm lớn nhất của đại hắc mục mục thiên tôn mau cứu ta ra hình như ta bị mắc kẹt trong cổ họng hắn rồi trong cổ họng của pho tượng đá truyền đến giọng nói khó chịu của thái thủy trong trứng hỏi tượng đá này cứng quá ta không di chuyển được mục thiên tôn mục thiên tôn ngươi còn ở đây không ngươi sẽ không bỏ ta lại mà bỏ chạy đấy chứ yên nhi nhanh chóng chạy tới hóa thành long tước thò chân chim ra thọc vào trong miệng tượng đá móc ra móc mãi cuối cùng cũng lấy thái thủy chi noãn từ trong miệng tượng đá ra ngoài thái thủy chi noãn rơi xuống đất lăn hai vòng phát hiện bản thân không có gì đáng ngại lúc này mới yên lòng nói nguy hiểm quá nguy hiểm quá đáng tiếc là ta đã tổn hại một phần khí thái thủy mục thiên tôn người phải bồi thường cho ta tần mục nằm ở đó tiếp tục thở dốc đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi như thế mệt đến mức hận không thể chết thái thủy chi noãn nằm ườn bên cạnh hắn chỉ thấy bầu trời ửng sáng cuối cùng đêm nay cũng sắp qua mọi người thấy thế đều yên lòng từng người ngồi trên mặt đất hoặc là nằm xuống hoặc là dựa vào nhau hoặc là tựa vào núi đá bọn họ quá mệt mỏi đêm nay chưa qua chấn động lòng người Tần mục khôi phục một ít sức lực, loạn trọng đứng dậy, đi vài vòng xung quanh pho tượng đá đang há to miệng kia, phát hiện tượng đá bị cố định yên ổn ở đó, không có gì thay đổi, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Thái dịch đạo huynh vẫn không đến, tần mục có chút thất vọng, người tin hắn, còn không bằng tin cái tên thái cực điêu hoa kia, thái thủy trong chứng nói, chắc chắn đang trồn ở đâu đó rồi run rẩy cũng nên, tần mục bật cười, lắc đầu, dược sư vội tới vội đi, giúp đỡ mọi người trị liệu thương thế, cuối cùng ai nấy cũng hồi phục lại đêm nay quá nguy hiểm bọn họ hồi tưởng lại mà vẫn còn sợ hãi họ leo ra khỏi sân cốc ánh nắng mặt trời chiếu sáng vẫn tươi đẹp làm cho lòng người say mê như thế cuộc sống thật tốt người cơm hiếp mắt xúc động nói tần mùng nhìn ra xa chỉ thấy lại có mấy đại hắc sơn đã nứt toát ra tuôn ra làn khói trắng xóa một thiếu niên đang xách thùng nước vội vàng chạy tới sắc mặt hắn tối sầm lại đi lên phía trước thiếu niên kia buông thùng nước xuống cười hỏi cuộc thiên tôn một đêm bình an chứ hiện tại ngươi đã biết những gì được chôn dưới đại hắc mục rồi nhỉ tần mục đứng bên cạnh hắn trầm mặc một lát nói đạo huynh nói muốn đến tri viện ta chỉ nói muốn đến giúp đỡ không hề nói tự mình ra tay thiếu niên kia rút cảnh liễu từ trong thùng ra rồi vẩy nước lên đại hắc sơn đang nứt toác nói ta ở phía trên cổ vũ trợ uy cho các ngươi đấy cũng là giúp đỡ tần mục tức giận đang muốn nói chuyện thì đã thấy đại hắc mục nứt toác ra đang chậm rãi khép lại biện pháp tốt nhất để giúp ngươi không phải là giúp ngươi đánh lui tên cường giả vũ trụ trước đó mà là giúp người nhận ra kẻ địch ngươi muốn đối mặt là ai chiếm cứ đại hắc mộc trở thành chủ nhân của đại hắc mộc thì phải đối mặt với tất cả những điều này thiếu niên thái dịch vừa vẩy nước vừa nói nếu ngay cả điều này cũng không ý thức được làm sao ngươi có thể giúp ta ngăn chặn những con quái vật thời tiền sử này xâm nhập chứ trong bọn họ có những tồn tại vô cùng mạnh mẽ thậm chí có thể chế tạo ra hư không thú đưa đến nơi này vì tiến vào vũ trụ này mà không từ một thủ đoạn nào nếu như ngươi ngay cả khảo nghiệm nhỏ bé tối hôm qua cũng không qua được vậy thì không có tư cách chiếm cứ nơi này hắn đưa thùng nước vào cành liễu cho tần mục cười mà như không cười nói mục thiên tôn chủ nhân của thập vạn hắc sơn đỉnh núi của ngươi đã nứt ra tự mình đến sửa chữa đi tần mục cầm lấy xô nước vào cành liễu học theo cách hắn dùng cành liễu vẩy nước lên vết nứt ở hắc sơn trong khe nứt ở hắc sơn có cảnh tượng kinh khủng khiến người ta giật mình giống như là có sinh vật đáng sợ nào đó từ bên trong bò ra ngoài móng vuốt sắc bén để lại dấu vết tối hôm qua ta không hiện thân còn có một dụng ý khác thiếu niên thái dịch vừa chỉ hắn làm thế nào về nước trong thùng đề tu sửa hắc sơn vừa tiếp tục nói đó là vì thái thủy đạo hữu suy cho cùng thì thái thủy đạo hữu cũng bị thái sơ trấn áp nhiều năm như vậy tâm tư của hắn đã không còn đơn và thuần khiết nữa thật ra người hắn hâm mộ nhất không phải là ta mà là thái sơ trấn áp hắn tần mục lắng lặng nghe hắn muốn trở thành một thái sơ khác trở thành chúa tể của toàn bộ vũ trụ thiếu niên thái dịch nói hắn nói chuyện với thái tố ở trong mi tâm của ngươi thật ra đang thương lượng làm thế nào để thoát khỏi từ trong tay ngươi làm thế nào để đoạt lại mạch khoáng của bản thân làm thế nào để liên thủ trong tương lai nắm giữ thiên hạ thậm chí bọn họ còn bàn bạc thái thủy xưng đế thái tố làm đế hậu nương nương tần mục dừng lại suy nghĩ một chút cười nói đương nhiên là như thế ta đã suy đoán hắn bàn bạc gì và thái tố rất nhiều lần cũng sớm chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất rồi thiếu niên thái dịch hỏi nếu tối hôm qua ta ra tay giúp ngươi thái thủy còn có thể giúp ngươi sao tần mục giật mình nhìn về phía xa xa thái thủy chi noãn được yên nhi người thích chăm sóc mọi người đặt ở trên đỉnh một ngọn núi lòng tước cần cù tìm kiếm xung quanh một ít cành cây lá cây dự định xây tổ chim cho quả trứng này sau đó ngồi xổm trên trứng để ấp thái thủy chi noãn tần mục không khỏi lắc đầu bật cười thái thủy của hiện tại đã không còn là thái thủy của trước kia thoát khỏi trấn áp của thái sơ hắn đang dần dần bị nguy cảm hóa thiếu niên thái dịch nói đây là một chuyện tốt hiện tại hắn đã nhận ra rằng vũ trụ này đã sinh ra hắn giao phó cho hắn trách nhiệm của mình dục vọng và dã tâm trong lòng hắn đang dần biến mất ngươi xem hiện tại hắn đã rất ôn hòa rồi tần mục nhìn lại thái thủy chi noãn trong tổ chim thừa dịp yên nhi không nhìn thấy đang lặng lẽ chuẩn đi sau đó lại bị yên nhi cần cố bắt trở lại nhét về tổ chim nếu ta giúp ngươi thái thủy sẽ biến thành một thái thủy khác tương lai sau khi hắn xuất thế có khi còn gây họa hơn thái sơ thiếu niên thái dịch nói cho nên ta lựa chọn không giúp song cũng là để giúp ngươi tần mục khom người cảm ơn hắn nén giận bước đến nhưng giờ đây cơn giận dữ đã hoàn toàn tiêu tan thái dịch đạo huynh cường giả vũ trụ trước cũng không khó đối phó vậy việc gì ngươi việc gì phải cẩn thận đến như thế tổ đình có khủng bố lớn hắn nói ra nghi ngờ trong lòng mình từ bản lĩnh của vị cường giả kia tuy rằng tuyệt diệu nhưng cách sức mạnh của người thiên tôn vẫn còn kém hơn một chút đó là bởi vì hắn vẫn chưa khôi phục về trạng thái đỉnh cao sau khi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao sức mạnh cũng không thua kém người thiên tôn thiếu niên thái dịch nói hơn nữa hắn cũng không phải là tồn tại mạnh mẽ nhất trong vũ trụ trước đó trong vũ trụ trước còn có kẻ mạnh hơn hắn những kẻ này đặt dấu ấn đạo hạnh của bản thân vào trong trung cực hư không bất tử bất diệt chỉ có sự sụp đổ của vũ trụ mới có thể khiến cho bọn họ tiêu vong những tồn tại này còn mạnh mẽ hơn cả mười thiên tôn của hiện tại tần mục không rét mà run người có biết dưới gốc cây này là gì không thiếu niên thái dịch cười nói người chỉ thấy được một phần mạch khoáng thập vạn hắc sơn này 16 lớp vòng tuổi chỉ có vòng ngoài cùng của vòng tuổi mới có mạch khoáng mà số lượng mạch khoáng có đến hàng ngàn hắn dừng trước mặt tần mục vươn ra một ngón tay thò vào trong thùng đầu ngón tay nâng một giọt nước trong suốt long lanh lên rồi nói ngươi có được thần nhãn mạnh nhất chẳng qua hiện tại ngươi còn chưa có cách nào phát huy được sức mạnh thái sơ sức mạnh thái cực và sức mạnh thổ bá ẩn chứa trong đó giọt nước này có thể cho phép ngươi nhìn thấy được tình hình dưới lòng đất hắn nhỏ giọt nước này vào trong mắt dọc mi tâm của tần mục tần mục chỉ cảm thấy trong mắt sáng lên đại đạo chất chứa trong vỏ trứng thái sơ và nguyên thạch thái cực lập tức trở nên vô cùng rõ ràng vô cùng khoan khoái cho dù là đại lục tần tự giờ phút này cũng hiện ra từng đại đạo u đô giống như võng mạc của đồng tử tỏa ra bốn phía hắn nhìn xuống đất lập tức nhìn thấy dưới lòng đất ở vòng ngoài cùng của thập vạn hắc sơn từng mạch khoáng ở đây vô cùng thô to dựa vào dễ cây của cây thế giới có mạch khoáng cách mặt mặt đất không xa có mạch khoáng thì chôn sâu dưới lòng đất những mạch khoáng kia giống như rễ cây của cây thế giới mở rộng theo mọi hướng càng xuống dưới lòng đất thì càng cổ xưa trong mạch khoáng các loại ánh sáng ở trong đó chảy xuôi dâng trào thậm chí có hơi chói mắt giọng nói của tần mục khàn khàn trong mạch khoáng có gì không phải người đã từng nhìn thấy rồi sao thiếu niên thái dịch chậm rãi nói thứ trong mạch khoáng ở vòng ngoài là cường giả vũ trụ trước bọn họ muốn tới nơi này thẩm thấu vũ khí hoặc đại đạo của bọn họ ra trước dần già ở dưới lòng đất của đại hắc mộc hình thành từng mạch khoáng thứ tối hôm qua các ngươi gặp phải chỉ là một nhân vật nhỏ nhân vật chính thật sự vẫn còn ở phía sau ngươi nhìn về phía các vòng tuổi khác của cây thế giới tần mục nghe lời nhìn về phía lớp vòng tuổi thứ hai của thập vạn hắc sơn nhưng nhìn thấy dưới lòng đất của núi cũng có mạch khoáng mở rộng theo mọi hướng nhưng phần lớn những mạch khoáng này đều đã trống rỗng những mạch khoáng kia biến thành từng động khoáng một mặc dù số lượng động khoáng không bằng vòng ngoài cùng nhưng cũng có một hai ngàn hắn lại nhìn về phía lớp vòng tuổi thứ ba nơi đó cũng có mạch khoáng bị đào rỗng để lại động khoáng số lượng ít đi rất nhiều càng đến vòng trong của cây thế giới số lượng động khoáng càng ít lớp vòng tuổi ở trung tâm nhất không có động khoáng một lớp sát bên ngoài đó cũng chỉ có một động khoáng Điều này chứng tỏ trong vũ trụ ban sơ có một cường giả thông qua cây thế giới đi tới trong vũ trụ kế tiếp, giấy lên làn sóng vượt biên này, dẫn đến việc từng tên cường giả vũ trụ trước bắt trước theo, cuối cùng họ đến vũ trụ này rồi hình thành hàng ngàn mạch khoáng, cảnh tượng hùng tráng của hàng ngàn vị cường giả bất tử bất diệt vượt biên. Bọn họ chính là sâu mọt, thiếu niên thái dịch nói, nhưng trong đó có những tồn tại vô cùng đáng sợ. Năm đó, nếu không phải bất đắc dĩ thì ta cũng sẽ không trả đứt cây thế giới rồi thiêu dụ tất cả. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng chỉ là tạm thời trì hoãn bọn họ, không thể ngăn cản bọn họ giáng xuống đây. Tần Mục siết chặt tay, rồi đột nhiên lại buông ra, nói, có lẽ việc bọn họ tiến vào cũng không phải là chuyện xấu, là người thì đều có bản năng mưu sinh, những người này đã trải qua tình huống vũ trụ tan vỡ, nói không chừng rất dễ nói chuyện, có lẽ sẽ không làm bừa, người lại sai rồi, thiếu niên thái dịch nói, sở dĩ ta nói bọn họ là sâu mọt là bởi vì điều này. Ngươi nhìn vào vòng tuổi đầu tiên của cây thế giới đã trải qua 800 tỷ năm đi, nhưng đến vòng tuổi vòng ngoài cùng lại chỉ còn lại hơn 600 triệu năm nữa, mỗi một lớp vòng tuổi đều ít hơn lớp vòng tuổi trước, chính những tồn tại đáng chết mà không chết này đã làm cho vũ trụ mới hủy diệt nhanh hơn. Tần Mục trầm mặc lại, thiếu niên Thái Dịch tiếp tục nói, ta gọi một năm vũ trụ là một kỳ nguyên, toàn bộ lão quái vật bất tử đều chen chúc trong một kỳ nguyên, chắc chắn sẽ làm cho kỳ nguyên mới không thể chịu được được. Ví dụ như bọn họ vì để tiến vào nơi này, lợi dụng cây thế giới lấy trộm cự thú viễn cổ ở nơi này, chế tạo hư không thú đưa vào lợi dụng hư không thú để tạo ra tử vong lấy trộm năng lượng khối lượng của vũ trụ này thuận tiện cho bọn họ tiến vào kỷ nguyên này trong lòng tần mục cả kinh hư không thú là do bọn họ chế tạo ra chờ một chút hư không thú là do bọn họ chế tạo vậy thì vì sao lại rơi vào khống chế của thái đế chẳng lẽ thái đế thái đế là một tên có dã dạ tâm chẳng qua những tồn tại của kỷ nguyên trước chỉ lợi dụng dã dạ tâm của hắn để khống chế hư không thú tạo tử vong càng nhiều hơn để cho bọn họ giáng xuống sớm chút mà thôi thiếu niên thái dịch nói thái đế cũng không biết việc này hắn bị dục vọng của mình chinh phục nảy sinh sợ hãi đối với tộc nhân của bản thân lo lắng rằng tộc nhân sẽ lập ra thái đế mới và càng nhiều thái đế hơn vì thế hắn không chế hư không thú tàn sát tộc nhân của mình trận giết chóc kia hắn lắc đầu suýt nữa tổ đình bởi vậy mà hủy diệt những quái vật bất tử của kỷ nguyên trước đã nhận được đồ cúng tế đầy đủ thập vạn hắc sơn của đại hắc mục biến thành một nơi vô cùng khủng khiếp tất cả bọn họ sắp giáng xuống tần mục cảm nhận được nỗi sợ hãi xuất phát từ linh hồn một cách sâu sắc tối hôm qua chỉ là một tồn tại đáng sợ chuẩn bị giáng xuống đã khiến cho gần như toàn quân bọn họ bị diệt nếu như tồn tại bất tử mạnh mẽ hơn nữa cùng nhau giáng xuống hắn không dám tưởng tượng cảnh tượng đó sau đó ta thấy tình hình sụp đổ hóa thành đạo nói tất cả với cổ thần phải tiêu diệt tạo vật chủ nếu không tiêu diệt tạo vật chủ toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt thiếu niên thái dịch ung dung nói thái sơ thiên công thổ bá địa mẫu tất cả cổ thần đều nghe được kêu gọi của ta cuộc chiến giữa tạo vật chủ và cổ thần bởi vì vậy mà nổ ra tần mục trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn chiến trường cũng không phải là ở tổ đình mà là ở trên bầu trời sao bên ngoài ta sợ người chết sẽ trở thành chất dinh dưỡng của đại hắc mộc sự tàn khốc của trận chiến dịch kia là bậc nhất từ trước cho đến nay bất kỳ chiến dịch nào sau đó cho dù là trận chiến hợp nhất long hán trận chiến tiêu diệt xích minh trận xóa sổ thượng hoàng đều thua kém hơn thiếu niên thái dịch thờ ơ nói cuối cùng tạo vật chủ đã thất bại và diệt vong số tạo vật chủ còn sót lại đã chuyển đến thái hư ta nói cho thái sơ bọn họ biết trong tổ đình có khủng bố lớn không thể tiến vào để cho bọn họ phong ấn tổ đình bọn họ rời khỏi vùng thánh địa tổ đình phong ấn tổ đình giam cầm hư không thú chỉ còn lại ta ở đây ta dùng thời gian mấy chục vạn năm mới phong ấn được những tồn tại bất tử kia để cho bọn họ không còn cách nào tiến vào tổ đình tần mục im lặng trong chốc lát nói cho đến khi khai hoàng bổ thiên đình làm cho phong ấn xuất hiện một vết nứt thiếu niên thái di cật đầu nói cho đến khi chín vị thiên tôn các ngươi giáng xuống thái đế lại khống chế hư không thú tàn sát thập vạn hắc sơn phong ấn cũng lại tiếp tục bị buông lỏng mạch khoáng ngầm trong lòng đất không phải do ngươi khai quật thân cung cũng không phải do ngươi lấy xuống nhưng ngươi lại gánh vác trách nhiệm chủ động đối mặt với tồn tại của kỷ nguyên trước cho nên ta nghĩ rằng hắn dừng lại là chủ nhân của thập vạn hắc sơn ngươi vẫn có thể cách vác nhiều hơn nữa trên mặt tần mục không còn chút huyết sắc nào sắc mặt nhợt nhạt run giọng nói thái dịch đạo huynh cho nói đùa sao ta có thể cách vác nổi ta sẽ gọi một lượt già trẻ lớn bé trong nhà tới đây lập tức chuyển nhà thiếu niên thái dịch nhìn hắn cười như không cười cũng không hề ngăn cản tần mục đợi một lúc thấy hắn không ngăn cản nhưng bản thân cũng không rời đi ta hiểu ngươi rất rõ mục thiên tôn thiếu niên thái dịch mỉm cười nói năm đó khi ngươi còn ở thôn tàn lão học tập ta hóa thành kê bà long quan sát ngươi trong rất nhiều năm mục thiên tôn đối mặt với loại tình huống này ngươi chắc chắn sẽ không sợ hãi ngược lại sẽ có lòng hiếu kỷ mãnh liệt hơn tần mục chán nản hắn có một loại cảm giác bị nhìn thấu hết thầy. Thiếu niên thái dịch nói, nếu đổi lại là những người khác, nghe được khủng bố lớn ở đây, ngay cả khủng bố lớn của vũ trụ trước sụp đổ cũng đã từng thấy, điều đó đủ để phá hủy đạo tâm của hắn, làm cho hắn hoàn toàn sụp đổ. Mà lần trước ngươi mang theo thái tố tới kỷ nguyên trước, tự mình trải nghiệm vũ trụ bị hủy diệt, sau khi trở về ngươi lại không hề có chút chắc trở đạo tâm nào, thay vào đó lại chuẩn bị tìm kiếm thái tố để giết chết nàng. Tần mục cười nói, quá khứ không thể đuổi theo, quý trọng hiện tại và tương lai, đây là thứ thôn tàn lão dạy cho ta hắn lại tò mò hỏi đạo huynh thật sự hóa thành kê bà long thiếu niên thái dịch bất đắc dĩ gật đầu tần mục hăng hái hỏi vậy vào dịp tết có phải ngươi được bọn ta đưa lên bàn ăn không thiếu niên thái dịch càng lúc càng bất đắc dĩ lại gật đầu là người mù xuống tay nói ta mập nhất các người ăn rất vui vẻ không nhắc đến điều này nữa chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi thập vạn hắc sơn nếu ngươi đã không rời đi vậy thì ngươi sẽ làm thế nào cự thú lại xuất hiện hai mắt tần mục tỏa sáng vỗ tay cái đét cười nói đương nhiên là tiếp tục khai thác khoáng khắp nơi đây đều là vàng những thứ đào được từ mạch khoáng của kỷ nguyên trước kia ra thì đều là của cải có giá trị đủ để phát triển diên khang thiếu niên thái dịch mãi mà không nói nên lời tần mục tiếp tục nói lấy bảo vật của bọn họ cũng lấy tới đây chắc chắn bảo vật của bọn họ đều là thượng phẩm đương nhiên bọn họ là không chịu cho nên ta cần phải luyện chế một món bảo vật chuyên dùng để trả tay bọn họ thiếu niên thái dịch ngây người một lúc lâu nói nếu bọn họ từ kỷ nguyên trước bỏ tới vậy thì giết chết bọn họ tần mục không thèm để ý cười nói đến một người thì giết một người cũng không phải là chuyện lớn gì ở đây có người phong ấn chấn áp bọn họ không thể bỏ ra cả chứ thiếu niên thái dịch thở dài nếu tổ đình trở thành chiến trường một lần nữa thì bọn họ thật sự có thể bỏ ra được khi đó ngay cả ta cũng không chấn áp được tần mục ha ha cười lớn tràn đầy niềm tin mười thiên tôn kiềm chế lẫn nhau ai dám động thủ ở tổ đình cộng thêm cả việc thiên đế thái sơ thổ bá thiên công biết sự hiểm ác đáng sợ của tổ đình còn có tỉ muội đế hậu cũng biết sự nguy hiểm của nơi này bọn họ sẽ không động thủ thái dịch đạo huynh ngươi lo vào trắng răng rồi đang nói giang vân gian bay tới nghĩa phụ có sứ giả nghiên thiên phi cầu kiến trong lòng tần mục khẽ giật mình nhét cành liễu và thùng sắt nhỏ rồi trả lại cho thiếu niên thái dịch cười nói việc làm ăn của ta đến rồi thái dịch đạo huynh tự mình sửa chữa những hắc sơn này đi thiếu niên thái dịch cầm cành liễu rồi xách thùng một cách bất đắc dĩ đưa mắt nhìn theo hắn đi xa giang vân gian đang định chuồn đi thì lại bị thiếu niên thái dịch gọi lại thế là hắn ta chỉ đành ngoan ngoãn đứng lại nhận cành liễu và thùng sắt nhỏ từ trong tay thái dịch sửa chữa mảnh thiên địa này một cách không tình nguyện ngay từ đầu sửa chữa đại hắc sơn còn rất thú vị rất mới mẻ nhưng sau khi tần mục rời đi mấy năm đều là bọn họ giúp thái dịch sửa chữa đại hắc sơn sớm ngày đã sửa chữa đến gán rồi sứ giả của nghiên thiên phi là tú hồng tô nàng mang theo thiệp mời của nghiên thiên phi khom người dâng lên thiên tôn thiên phi nương nương đã tới trước mời thiên tôn đi thôi tú tú chờ một chút tần mục tìm được thái thủy chi noãn giờ phút này thái thủy chi noãn đang bị yên nhi đặt ở tổ chim để ấp bên cạnh quả trứng lớn này còn đặt từng đóa hoa tuy vây thành một vòng tròn bởi vì hư không thú bị long kỳ lân khống chế tô đình của hiện tại đã dần dần khôi phục sức sống hoa cỏ cây cối cũng dần sinh trường thái thủy chi noãn như chút được gánh nặng nó thật sự không thể nào nhận nổi sự ân cần chiếu cố của yên nhi vội vàng rời đi với tần mục yên nhi còn có hơi thương tiếc long kỳ lân cuống quýt đi theo nói Giáo chủ, những ngày này ta tập luyện khống chế hư không thu lấy được không ít bảo vật, đều đang để trong kho tàng mười vạn thánh sơn của chúng ta. Giáo chủ có thời gian thì đi xem qua một chút đi, hắn lộ ra vẻ mong đợi. Tân mục cười nói, ta tới nơi hẹn với nghiên thiên phi trước đã, sau khi trở về sẽ xem. Đúng rồi Long Phi, thái đế sống lại rồi, tương lai chắc chắn sẽ đoạt lại hư không mộ thú, khống chế mộ thú để khống chế hư không thú khác, chỉ sợ tổ đình sẽ có một trận tai kiếp. Người hỏi thế gì đi, để xem hắn có dự định gì. Thái đế long kỳ lân nghiêm nghị tần mục đi về phía tú hồng tô long kỳ lân vội vàng đuổi theo giáo chủ sẽ không tự mình đi xem trong kho tàng sao tần mục bối rối nói lần này sự tình khẩn cấp ta đi đàm phán với nghiên thiên phi lấy một ít thần thạch thái thủy trở về sau khi trở về chắc chắn sẽ đi xem bảo bối người sưu tập long kỳ lân thấy người ngoài ở bên cạnh chỉ đành im lặng không nói đưa mắt nhìn theo hắn và tú hồng tô rời đi thầm nghĩ thần thạch thái thủy thứ đó có rất nhiều trong kho tàng của chúng ta thần thạch mà bọn tú hồng tô khai thác trên cơ bản đều bị ta cướp đi đặt ở trong bảo tàng của chúng ta đến ngày hôm nay chính là ngày lãnh địa của tổ thần vương vận chuyển bảo vật khai thác trở về thiên đình ta cũng nên khởi hành rồi bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim hắn gầm nhẹ một tiếng một con hư không thú vô cùng to lớn hiện ra từ sâu trong hư không long kỳ lân tung người nhảy lên lưng con hư không mẫu thú này quát đánh thức đội quân ngươi đi chúng ta đi cướp bóc con hư không mẫu thú kia mạnh hơn cả con trước kia thân thể và khí phách lớn hơn gấp mấy lần. Nó rung lắc cốt sơn trên người, cốt sơn trống rỗng, không khí lưu động phát ra tiếng gào thét bén nhọn, vô số hư không thú hiện lên từ trong hư không, dần rộ, đi theo long kỳ lân và hư không mẫu thú. Tần mục ngồi trong bảo liễn của Tú Hồng Tô, trước bảo liễn này có tốc độ rất nhanh, là ngự giá của nghiên thiên phi. Đúng vào lúc này, đột nhiên tần mục cảm nhận được chấn động trong hư không, đầy cửa sổ xe nhìn về phía hư không. Nói đến cũng lạ, từ sau khi hắn bị thái dịch nhỏ một giọt nước vào trong mắt dọc, mắt dọc mi tâm sẽ có thể dễ dàng nhìn thấu tất cả mọi thứ trong tổ đình, thậm chí bao gồm cả hư không. Hắn nhìn thấy ở sâu trong hư không, vô số hư không thú giống như bầy sói chạy như điên, ở trung tâm là một con mẫu thú có thân thể và khí phách cực kỳ khổng lồ, mà trên lưng mẫu thú, hắn còn nhìn thấy Long Kỳ Lân đứng ở nơi đó, con rồng mập lại đang làm cái gì vậy? Trong lòng hắn hoang mang, Tú Hồng Tu cũng thỏ đầu nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì, mặc dù nàng là đại cao thủ của cảnh giới đế tọa, nhưng lại không có con người lợi hại như Tần Mục mục thiên tôn đang nhìn gì vậy tú hồng tô cười hỏi tần mục thu hồi ánh mắt mỉm cười nói không có gì vừa rồi ở trên trời có vài con chim nhỏ đang bay qua chim nhỏ trong tổ đình này làm gì có chim nhỏ tú hồng tô bật cười hỏi tần mục không giải thích nhiều đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động núi rung truyền hai người nhìn ra ngoài chỉ thấy trong một mảnh đất rêu có chu vi hàng chục dặm trên vùng đầm lầy phía trên còn có một ít bụi cây lúc này đang trồi lên mặt đất đó là một con cự thú tần mục từng nghe cung thiên Tôn nói đến loại cự thú này tên là các kỳ là cự thú thái cổ trong tổ đình có lẽ con các kỳ này là ấu thú nhưng nó đã to lớn như vậy nếu sau khi trưởng thành chỉ sợ như một đại lục di động dọa người nhưng mà rõ ràng cự thú trong tổ đình đã bị diệt sạch đều đã bị hư không thú ăn hết sau nơi này còn có thể có loại cự thú như các kỳ chỉ thấy trong đầm lầy lại truyền đến tiếng chấn động ầm ầm lúc địa lớn nhỏ lần lượt trồi lên từ trên mặt nước gần một trăm con các kỳ khổng lồ đang dạo chơi trong đầm lầy phát ra tiếng kêu dài du dương ngành lót tần mục không khỏi chết lặng một hai con cự thú các kỳ cũng thôi đi nhưng không ngờ nơi này lại có một lượng lớn quần tộc của cự thú các kỳ quả thật làm cho hắn bối rối hư không thú thống trị tổ đình vốn dĩ ở nơi này không còn sinh vật có thể sống sót những cự thú các kỳ này đến từ đâu đây mục thiên tồn biết loại cự thú này tú hồng tô nhìn cự thú các kỳ từ trong đầm lầy nổi lên cười nói thiên phi nương nương nói loại cự thú này gọi là các kỳ tương đối ngoan ngoãn ngoại trừ các kỳ ra còn có các loại cự thú khác cũng xuất hiện lần lượt ở trong tổ đình tần mục động lòng tò mò hỏi còn có cự thú khác cũng xuất hiện những cự thú này không phải đã bị diệt sạch hết rồi sao tại sao vẫn còn xuất hiện tú hồng tô nói chuyện này ta cũng không biết có điều thiên phi nương nương có thể biết ta cũng đã hỏi nương nương nhưng nương nương không nói ánh mắt tần mục làng tránh thầm nghĩ chẳng lẽ là hai vị cổ thần trong thái cực mạch khoáng lấy nhị khí ông dương tạo vật tạo ra các loại cự thú trong tổ đình nhưng mà nhìn cách xử sự của hai vị cổ thần kia thì đều là hạng người keo kiệt buồn xỉn có lẽ bọn họ sẽ không đến mức tiêu hào sức mạnh của bản thân để tạo ra nhiều cự thú như vậy chứ nếu không phải là cổ thần trong mạch khoáng thái cực tạo nên như vậy thì những cự thú này đến từ đâu trên đường đi tần mục lại nhìn thấy các loại cự thú có cự thú sơn hư núi mọc ung tùm trên lưng lúc nó đi đường gió từ trong sơn động thổi tới luồn qua từng ngọn núi trên lưng phát ra âm thanh rít gào còn có pha lạc sải cánh trăm dặm ngày thường nằm trên đỉnh núi thần sơn cao tận trời xanh nhìn thấy con mồi lập tức giang cánh thịt bay lượn ở trên không trung bổ nhào lại tấn công con mồi nếu như nhào vào không trung những con pha lạc này sẽ khập khiễng chậm chạp dùng móng vuốt dưới cánh thịt móc lấy vách núi leo lên núi lần nữa hắn còn nhìn thấy cự thú đại hung khứu phong thậm chí còn nhìn thấy được một con thái bổ cự thú thái bổ là một loại sinh vật vô cùng đáng sợ sức chiến đấu không thua kém hư không thú thậm chí còn mạnh hơn thúc quân một trong tam vương thái cổ từng hàng phục một con cự thú thái bổ thậm chí sức chiến đấu của con cự thú thái bổ kia cũng không hề thua kém với hư không mộ thú nhưng mà rõ ràng cự thú thái bổ cũng đã bị diệt sạch thái cực tạo vật tạo ra một hai con cự thú cũng thôi đi nhưng với một cổ thần buồn xỉn mà nói tạo ra nhiều cự thú chắc chắn là chẳng khác gì đòi mạng những cự thú này không phải do bọn họ tạo ra cuối cùng bọn họ đi tới mạch khoáng thái thủy tần mục bước xuống bảo liễn đi vào trong mạch khoáng dưới sự hướng dẫn của tú hùng tô sâu trong mạch khoáng này tràn ngập khí thái thủy mờ mịt dập dờn khí thái thủy vô cùng nguy hiểm tần mục nhìn thấy có một số thần nhân biến thành trạng thái giống như u linh thân thể hư hóa trở nên trong suốt đây là hiện tượng khi tiếp xúc thời gian dài với khí thái thủy kết quả của việc bị khí thái thủy đồng hóa đại đạo thái thủy hữu hình vô chất bởi vì những thần nhân này đã tiếp xúc với khí thái thủy trong một thời gian dài cho nên đã mất đi nhục thân không có hình dạng của mình tất cả những nhục thân nguyên thần nguyên khí hồn phách của bọn họ đều không còn tồn tại nữa nhưng họ không được coi là đã chết bọn họ hữu hình vô chất, vô tri vô giác, không có suy nghĩ, không nhìn thấy, không nghe được, không thể cảm nhận được, sống không bằng chết. Những thần nhân này đứng ở trong mạch khoáng, thỉnh thoảng khẽ di chuyển một chút, xuyên qua từ trong núi. Sự kỳ lạ của nơi này vô cùng đáng sợ, cho dù có bảo vật thiên tôn của thiên phi nương nương chấn áp nơi này cũng không có cách nào hoàn toàn trấn áp được sự kỳ lạ của mạch khoáng. Tú Hồng Tô thở dài, nói, sự kỳ lạ của nơi này vô cùng mạnh mẽ, ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, cũng luôn luôn vô cùng lo sợ tự cảm thấy có nguy hiểm bị đồng hóa bởi mạch khoáng, cho nên phải thỉnh thoảng rời khỏi mạch khoáng, đi ra ngoài củng cố tu vi, Tần Mục tràn đầy thông cảm, nói: "Nếu có thời gian, Tú Tú đến chỗ ta ngồi một chút, nơi ta ở cũng không hung hiểm như nơi này." Lúc này, giọng nói của Nghiên Thiên Phi truyền đến, cười nói: "Nếu Hồng Tô đến chỗ của ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào, mặc dù mạch khoáng này nguy hiểm, nhưng so với chỗ của ngươi vẫn là một vùng nông thôn điềm đạm, nơi trú ẩn an toàn." Tú Hồng Tô vội vàng chào hỏi nghiên thiên phi phát tay cho nàng lui ra tần mục bước lên phía trước không người chào hỏi vì sao lần này thiên phi nương nương không ôm theo mèo trắng nghiên thiên phi nhanh chóng trả lễ nói ta bảo hắn đi tìm hiểu xem rốt cuộc là ai âm thầm quấy rối thả cự thú ra tiểu thất nhạy bén nhất thứ mà ta không tìm được hắn có thể tìm được trong lòng tần mục khẽ lộp bộp hỏi những cự thú này đã được thả ra nghiên thiên phi gật đầu mời hắn vào biệt cung đại điện của bản thân vừa đi vừa nói chuyện với hắn nói đúng vậy vậy thì trước kia những cự thú này sống ở đâu tần mục hỏi một số sống ở phía sau nguyên giới một số sống ở phía sau tứ cực thiên thiên đình huyền đô u đô những thế giới này đều có một ít thậm chí ngay cả phía sau quy khư của ta cũng có một ít cự thú lớn mạnh sinh sống nghiên thiên phi cười như không cười nói mục thiên tôn những sinh linh hậu thiên và bán thần các ngươi thường xuyên nói những cổ thần bọn ta hung tàn nhưng lại không biết thật ra cổ thần bọn ta đang duy trì trật tự của thế gian trước khi bọn ta phong ấn tổ đình bọn ta đã di chuyển những cựu thú này đến phía sau của những thế giới này để cho chúng có thể sinh sôi nảy nở mà những sinh linh hậu thiên và bán thần các ngươi thì sao nàng tỏ ra mềm mai các ngươi dùng sự tàn bạo để lật đổ bọn ta nhưng có bao nhiêu chủng tộc đã bị tiêu diệt trong tay của các ngươi luận về tàn bạo các ngươi còn tàn bạo hơn so với cổ thần bọn ta tần mục cười nương nương không cần nhiều lời ta đều đã nhìn thấy sự tàn bạo của cổ thần thời kỳ long hán còn về việc có tàn bạo hơn bán thần và sinh linh hậu thiên hay không ta tự có phán đoán đối với các ngươi mà nói, cổ thần không tàn bạo, nhưng nếu đối với bọn ta, cổ thần không chết, bọn ta sẽ không có con đường sống. Nghiên Thiên Phi nhớ hắn không chỉ một lần đi qua thời đại Long Hán, vì thế không nói nhiều về việc này nữa, mời hắn ngồi xuống, hỏi, tinh hoa trong máu của Hạo Nhi, ngươi nhận được bao nhiêu? Hạo Thiên Tôn có 35 tòa thiên cung, tuyên bố với bên ngoài là 28 tòa thiên cung. Tần Mục ngồi xuống, rưỡi tay nhẹ nhàng phất một cái trước mặt, chỉ thấy từng giọt máu tươi lơ lửng trước mặt bọn họ. Từng giọt máu Thiên Tôn trong suốt long lanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ giống như hồng bảo thạch tinh khiết nhất, trái tim Nghiên Thiên Phi đập mạnh hai cái, tổng cộng tần mục gọi ra 35 giọt máu của Thiên Tôn, 35 giọt máu Thiên Tôn, chứng tỏ cho 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn, ta có một đề xuất lớn muốn bàn bạc bà với nương nương. Tần mục cuộn tay áo, 35 giọt máu Thiên Tôn biến mất, mỉm cười hỏi, sản lượng của mạch khoáng của ngươi chia cho ta 5 phần, ta đưa 35 giọt máu của Thiên Tôn của Hạo Thiên Tôn cho ngươi để ngươi có thể hiểu rõ công pháp thần thông của hạ thiên tôn giao dịch này được chứ ánh mắt của nghiên thiên phi chớp nháy mỉm cười hỏi bục thiên tôn ở trước mặt bản cung nếu bản cung muốn lừa gạt cướp bóc ngươi còn có thể phản kháng bản cung hay sao nàng chậm chậm đứng dậy không còn dáng vẻ quyến rũ chiều người của thiên phi nữa mà trái lại còn có một loại phong thái quân lâm thiên hạ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin trong nháy mắt bản cung bản cung có thể cho ngươi chết hơn hàng nghìn lần bản cung thậm chí có thể hoàn toàn xóa sổ linh hồn của ngươi, xóa sổ tất cả dấu vết người đã tồn tại trên đời này. Chuyện cũ của đế hậu và ngự thiên tôn nàng cười nói, cái gọi là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt của ngươi, ở trong mắt của bản cung chẳng là cái gì cả. Trên đời này kẻ có thể thật sự phá vỡ thần thông của ngươi chỉ có bản cung, cho dù là thái đế cũng không được. Trên đời này, kẻ duy nhất có thể vững vàng tiêu diệt ngươi, cũng chỉ có bản cung. Lấy thần huyết của hạo nhi ra, bản cung sẽ khoan dung cho người không chết. Tần mục ha ha cười lớn, tiếng cười chấn động một vòng trong biệt cung đại điện nghiên thiên phi hơi trao mày nhưng lại yên lặng nhìn hắn không nói gì tần mục cười hồi lâu nhưng nghiên thiên phi không hề hé răng nửa lời hắn cũng chẳng cười tiếp được nữa chỉ đành dừng lại rồi nói thiên phi nương nương vì sao ngươi không hỏi ta tại sao lại cười nghiên thiên phi thản nhiên đáp để bảo toàn tính mạng ngươi sẽ tự nói không cần ta phải hỏi tần mục khen ngợi nói nương nương đúng là một người rất tuyệt vời nếu như ta là thiên đế thái sơ ta cũng sẽ lấy ngươi lập ngươi làm đế hậu Nghiên thiên phi hơi cao mày tần mục nói đương nương thân là thần thánh sinh ra trong quy khư đương nhiên sẽ có năng lực phá hủy tất cả mọi thứ thậm chí đến hồn phách cũng có thể phá hủy một cách dễ dàng linh hồn hắc xa cũng không tồn tại được nhưng ta còn sống há chẳng phải là hữu dụng với người hơn sao mày ngài của nghiên thiên phi hơi nhướng lên tần mục nói mặc dù nương nương nói mình đã thoát khỏi thân phận cổ thần nhưng suy cho cùng ngươi vẫn luôn là cổ thần ít nhất trong mắt của hạo thiên tôn và lang hiên thần hoàng ngươi luôn luôn là cổ thần bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không toàn tâm toàn ý một lòng với ngươi giết ta chính là giết chết một đối thủ của bọn họ thực ra nương nương có thể đặt cược cả hai bên ánh mắt của nghiên thiên phi lóe lên đặt cược ở cả hai bên tần mục gật đầu trong 10 vị thiên tôn chỉ có 7 vị thiên tôn muốn giết ta nhưng vẫn có ba vị thiên tôn bảo vệ ta cũng có nghĩa là bảy thiên tôn là một phe ba vị thiên tôn còn lại và cổ thần là một phe nương nương chỉ đặt cược ở phe bảy thiên tôn giả sử cuối cùng phe thắng không phải là bảy thiên tôn mà là cổ thần thì sao đến lúc đó nương nương nên tự xử lý thế nào đây nghiên thiên phi lắc đầu nói người sai rồi cổ thần không thắng nổi đâu thời đại của cổ thần đã hoàn toàn qua đi rồi phe thắng cuộc chỉ có duy nhất một khả năng đó chính là mười thiên tôn thôi nương nương thật sự có thể chắc chắn người thắng cuộc nhất định là bảy thiên tôn sao tần mục nói thiên công thổ bá mạnh mẽ cỡ nào chứ thêm cả ba vị thiên tôn trong mười vị thiên tôn là có năm vị thiên tôn rồi ngoài trừ năm sự tồn tại ở cấp bậc thiên tôn này còn có khai hoàng lãng uyển cũng là sự tồn tại ở cấp bậc thiên tôn như thế là có bảy vị thiên tôn rồi hơn nữa không chỉ có bọn họ còn có người thiên tôn làng thiên tôn thế là có chín vị thiên tôn ngoài chín vị thiên tôn này ra còn có tư đế cổ thần bên còn lại chỉ có bảy vị thiên tôn muốn giành được thắng lợi chỉ sợ ở khó khăn trồng chất khó khăn thôi đúng không nghiên thiên phi khẽ cao mày tần mục tiếp tục nói nếu như thiên phi nương nương chỉ đặt cược ở một phe ngộ nhỡ sau này thua thật sự thì sao sao cổ thần có thể tha cho ngươi nếu như ngươi giết ta thì chín nhân vật ở cấp bậc thiên tôn này có thể tha cho ngươi sao nghiên thiên phi cười đáp nguyệt thiên tôn đã tàn phế rồi lăng thiên tôn đã chết thiên công và thổ bá bị vây hãm trong chính đại đạo của bọn họ thực lực của khai hoàng và lăng uyển không thể nào so sánh được với 10 vị thiên tôn mục thiên tôn người không biết được sức mạnh thật sự của 10 vị thiên tôn các người không có bất kỳ cơ hội thắng lợi nào đâu tần mục ồ một tiếng nói thế cộng thêm cả người thiên tôn thì sao trong lòng nghiên thiên phi vô cùng chấn động đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp chớp ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt hắn tựa như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của hắn một lát sau nghiên thiên phi hờ hững nói ngự thiên tôn đã chết rồi hắn đã chết một trăm vạn năm rồi trước rồi được an táng ở bên cạnh thiên hà tần mục khẽ mỉm cười nói ta chính là người đem thi thể của hắn đi sau đó giấu thi thể hắn ở u đô một trăm vạn năm nương nương đừng quên danh hiệu của ta trong các cổ thần chính là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt thân hình yêu kiều của nghiên thiên phi khẽ run nhẹ sau đó trầm lặng hẳn Tần Mục không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Nghiên Thiên Phi hơi ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói, trong lòng bản cung, Thái Sơ không hề thích hợp làm thiên đế, hắn cố chấp, bảo thủ, quyền thế ngút trời, phải nắm tất cả quyền lực trong tay thì mới yên tâm. Lúc đó khoảng hơn một nghìn năm trước thời đại Long Hán, bản cung trở về quê hương thăm viếng, trên đường đi ta gặp một thiếu niên, một thiếu niên nhân tộc tràn đầy mị lực, hắn ngồi ngộ đạo dưới gốc cây, Tần Mục Yên lặng nghe nàng nói, thân phận của ta tôn quý đến mức nào chứ? phụng loan của ta hoa lệ nhường nào xa giá của ta long trọng biết bao nhiêu tất cả những nơi mà ta đi qua thiên hoan lạc trụy ba hoa xích đế chư thần vây quanh ta tán dương đủ các loại đại thần tiểu thần thần tiên còn con đều quỳ lại tham kiến nhưng khi bản cung nhìn thấy hắn lại cầm lòng không đậu bất giác cho xa giá dừng lại nghiên thiên phi hồi tưởng lại quá khứ vẻ mặt bình tĩnh nói hắn đang nhập đạo căn bản không chú ý đến sự có mặt của bản cung chỉ yên lặng ngồi dưới gốc cây đạo vận từ cơ thể hắn truyền đến khiến ta cảm thấy ôn hòa khiến ta bất trì bất giác đứng bên cạnh hắn lắng nghe rất lâu ta biết nhân tộc thấp hèn ra sao nhưng nhân tộc sắp vùng dậy quật khởi rồi trên mặt nàng lộ ra sự thất vọng ta dường như đã nhìn thấy được tương lai nhìn thấy được sự suy vong của cổ thần nhìn thấy được sự hưng thịnh của nhân tộc và bán thần cùng với các chủng tộc khác thời khắc đó ta đã nảy sinh sát tâm với hắn nghiên thiên phi im lặng một lúc rồi nói lúc đó hắn tỉnh lại từ trong nhập đạo đôi mắt trong veo nhìn ta chăm chú sát tâm của ta lập tức biến mất, ta mời hắn lên xe, đối đãi với hắn như khách quý, hắn cùng với bản cung tuần du tứ hải, đi khắp mọi nơi, cùng tiến về quy khư, sau đó hắn lĩnh hội gia linh thai thần tàng, mở đầu một thời đại, ta nhìn thấy được khí phách trong lòng hắn, càng cảm thấy hắn xứng đáng để trở thành thiên đệ, từ trong giọng nói của nàng, tần mục nghe được sự kính trọng, không phục cùng với sự chân thành và ái mộ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, không ngờ rằng ngự thiên tôn còn có quá khứ như thế, nghiên thiên phi nói sau đó hắn chết đi ta đã từng muốn lấy thi thể của hắn ra an táng trong hoa sen của quy khư để hắn vĩnh viễn không bao giờ thối rữa tần mục khẽ mỉm cười đáp là ta lấy thi thể hắn đi nghiên thiên phi lại im lặng một lúc rất nhanh sau đó nàng đã khôi phục lại tâm tình mà một thiên tôn nên có không còn bị tình cảm trói buộc nữa nàng nói dùng máu của hạo nhi đôi lấy một nửa khoáng được tạo ra từ mạch khoáng thế nào tần mục gật đầu nghiên thiên phi lạnh lùng nói bản cung còn muốn lấy lại thân xác của mình và thân xác tiểu tiện nhân kia tần mục kiên quyết từ chối hắn lắc đầu nói nương nương ngươi lòng tham không đáy quá rồi đấy thân xác của đế hậu và thân xác của nguyên mẫu tôn quý nhường nào ta quý trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này chỉ có một nửa còn con mà muốn đổi lấy thân xác của các nàng ư nằm mơ giữa ban ngày ta có thể cho nương nương thêm một cái thân xác của tuyệt vô trần nghiên thiên phi lắc đầu nói người giữ lại thân xác của bản cung và tiểu tiện nhân thì có tác dụng gì chứ trả lại cho bản cung bàn cung bằng lòng cho ngươi một nửa mạch khoáng đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn rồi tạo vật chủ chỉ có được vẻn vẹn mạch khoáng thái sơ mà đã đứng đầu vũ trụ hàng tỷ năm ngươi có được một nửa mạch khoáng cũng đã đủ để nhân tộc ngươi xưng hùng khắp thế gian trở thành tộc đứng đầu vạn tộc tần mục cười ha ha cười một lúc nhưng từ đầu đến cuối nghiên thiên phi đều không tiếp lời hắn tần mục chỉ đành ngừng cười nghiêm nghị nói nương nương nếu như kết hợp thân xác của đế hậu và nguyên mẫu lại uy lực cường đại đến mức nào chắc nương nương rõ hơn ta hai thân xác của cổ thần này là nhân tố quyết định để lấy được tịnh đế song liên trong đại uyên quy khư trong ánh mắt của nghiên thiên phi lộ ra sát ý khóe mắt tần mục không ngừng giật giật trong lòng hắn vô cùng hối hận vì đã nhiều lời nghiên thiên phi thu lại sát ý vẻ mặt bình tĩnh nói thân xác của tiểu tiện nhân bản cung có thể không cần nhưng thân xác của bản cung ngươi nhất định phải trả lại cứ nghĩ đến chuyện thân thể của của bản cung rơi vào trong tay một nam tử mặt mũi đáng ghét dữ tợn như người bản cung cũng thấy sườn gai ốc khắp toàn thân tần mục cân nhắc do dự giây lát sau đó cắn chặt răng nói thế thì ngoại trừ một nửa khoáng được tạo ra ta còn muốn nguyên thạch ở bên trong dòng mạch khoáng này nữa nếu như nương nương đồng ý ta sẽ hoàn trả thân xác của ngươi hơn nữa còn tặng ngươi thêm một cái xác của tuyệt vô trần nghiên thiên phi đi đi lại lại sau đó đột nhiên dừng bước chân cười như không cười nói bạn cung đồng ý với ngươi chẳng qua nguyên thạch ở trong mạch khoáng ngươi cần phải tự mình đến tào nếu như ngươi có bản lĩnh này thì tự mình đi lấy không có bản lĩnh thì ngươi bỏ mạng bên trong khu vực khai thác khoáng mục thiên tôn ngươi có dám không tay tần mục cuộn chặt thành nắm đấm đi đi lại lại sau đó giậm mạnh chân nói thành giao ánh mắt của nghiên thiên phi lóe lên bản cung muốn lấy lại thân xác của mình trước đợi sau khi ngươi lấy được nguyên thạch thì đưa cho ta máu của hạo nhi địa mẫu tà ác hóa tần mục lập tức lấy quan tài của đế hậu ra dựng ở trước mặt nghiên thiên phi nghiên thiên phi vung tay áo phất một cái nắp quan tài mở ra xem xét từ đầu đến chân thân thể của nàng bên trong ngoại trừ xác của đế hậu gia còn có một thân thể khác chính là xác của tuyệt vô trần nữ nhân đã chết vì thiên đế thái sơ tần mục tặng nàng thân xác của tuyệt vô trần hiển nhiên cũng chẳng có ý tốt lành gì hắn mưu đồ khơi mào mâu thuẫn giữa nàng và hiểu thiên tôn trong lòng nghiên thiên phi biết thừa nhưng không vạch trần hắn chẳng qua là mâu thuẫn giữa nàng và thiên đế thái sơ đã không thể nào hòa giải được nữa rồi đối với nàng mà nói việc sở hữu thân xác của tuyệt vô trần cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi nghiên thiên phi đột nhiên hỏi buộc thiên tôn cái tay nào của ngươi đã từng sờ mó thân xác của ta trong lòng tần mục kinh ngạc đột nhiên một luồng ánh sáng lóe qua hai cổ tay của tần mục cùng đứt ra tay nào cũng không quan trọng nghiên thiên phi dừng dưng nói chặt cả hai tay là được rồi bổn cũng không thích nam nhân thối tha chạm vào thân thể ta đương nhiên ngoại trừ nam nhân đẹp trai ra tần mục mặt tối sầm lại thối thúc bá thể tam đan công lại có hai bàn tay mới mọc ra chặt tay của ngươi thực sự chẳng có cảm giác thành tựu gì cả nghiên thiên phi ngắm nhìn hai tuyệt sắc giai nhân trong quan tài ung dung nói bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể vào khu vực khai thác khoáng để đào nguyên thạch đợi sau khi ngươi chết rồi bản cung sẽ vào khu vực khai thác khoáng lấy máu của hạo nhi trên người ngươi và lấy những bảo bối khác của ngươi tần mục trầm giọng nói ta cần phải chuẩn bị một thời gian bất kỳ dòng mạch khoáng nào cũng vô cùng nguy hiểm không chuẩn bị đầy đủ đã bước vào trong đó thì chính là tự tìm đường chết tùy ngươi suy nghĩ của nghiên thiên phi đột nhiên nhập vào trong thân thể của tuyệt vô trần nữ tử tuyệt sắc trong đế quan bước ra khỏi quan tài giống như lãng uyển thời thiếu nữ nhất cử nhất động khiến người ta ngày nhớ đêm mong nghiên thiên phi không chế tuyệt vô trần xoay tròn nhảy múa trước mặt thần mục mềm mại uyển chuyển tựa như chim én dáng vẻ mê người có đẹp không ánh mắt nàng xinh đẹp không nói nổi thành lời thanh âm chất chứa tình cảm dịu dàng tựa như nước tần mục chăm chú nhìn nàng nghĩ cũng không nghĩ đã buồn miệng nói ra đẹp nam nhân thối tha nghiên thiên phi đột nhiên thu hồi lại suy nghĩ của mình lạnh lùng nói chẳng có tên nào ra hồn tần mục ngơ ngác khó hiểu Tính cách của nghiên thiên phi này đúng là kỳ quặc, suy nghĩ của nữ nhân này hoàn toàn khiến người ta không thể nào đoán trước được. Hắn đang định đi ra khỏi biệt cung đại điện thì đột nhiên ở bên ngoài có một vị tiểu tướng giáp bạc thương bạc đi vào, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, đứng trước mặt để phòng cảnh giác nhìn tần mục rồi hầm một tiếng. Tần mục khẽ mỉm cười nói, tiểu thất, tiểu tướng đó đột nhiên hóa thành một con mèo trắng, chạy vụt qua người hắn, nhún người nhảy vọt lên, nghiên thiên phi giang rộng cánh tay, con mèo trắng đó nhảy vào lòng nghiên thiên phi rụi rụi, nói, nương nương, chuyện về mấy cự thú, thần đã điều tra ra một ít manh mối rồi, hắn không nói tiếp, mà để phòng cảnh giác nhìn về phía tần mục. Nghiên thiên phi lấy tần mục một cái, nhưng tần mục lại chẳng mảy may có ý định rời đi, ngược lại còn dừng lại, tài cũng to ra một tí, hiển nhiên là không có ý định bỏ lỡ bất kỳ chuyện thú vị nào. Nghiên thiên phi nói, tiểu thất, mục thiên tôn không phải là người ngoài, ngươi cứ nói tiếp đi. Mèo trắng kia nghe thấy những lời này thì bất giác lộ ra thái độ thù địch với tần mục, lông ở đuôi dựng đứng lên, miệng phát ra tiếng gừ gừ đầy uy hiếp, sau đó nói, thần phát hiện có một vài tế đàn giải rác ở trong tổ đình, những tế đàn này được dùng để tế tự, cưỡng ép lôi kéo những cự thú sinh sống ở các mặt sau trên khắp các thế giới vào trong tổ đình. Mặc dù tế đàn được che giấu nhưng vẫn bị ta tìm được vài cái, trên tế đàn có khí tức mà một người quen cũ của nương nương lưu lại, nương nương có nhớ thảm án huyền đô không? Trong lòng nghiên thiên phi hơi chấn động, nhẹ nhàng gật đầu, thảm án huyền đô sao? Tần mục càng hào hứng hơn, hắn tỏ mò hỏi, thảm án huyền đô là thế nào? mèo trắng kia lườm hắn một cái không hề có ý định nói cho hắn biết nghiên thiên phi nói thảm án huyền đô là chuyện xảy ra vào 6 năm trước 6 năm trước địa mẫu nguyên quân huyết tẩy huyền đô giết không biết bao nhiêu thần ma đang sống nhờ trên thân thể thiên công thậm chí đến những thần thành lớn nhỏ cũng đều bị phá hủy hằng hà sa số nhiều không đếm xuể đại nhật tinh quân cũng bị địa mẫu nguyên quân đánh trọng thương thiếu chút nữa là không thoát được ra ngoài vì chuyện này mà tổ thần vương hầm hầm giận dữ nổi trận lôi đình lúc đó đã định đi giết chết cha hắn Tuy nhiên hắn chỉ nói ngoài miệng thế thôi chứ không ra tay thật. Tần mục mắt chữ A mồm chữ O, lại có cả chuyện như thế nữa sao? Chuyện thú vị như thế này mà hắn lại bỏ lỡ. Tham án huyền đô là do địa mẫu nguyên quân làm, Tô thần vương vốn định dùng thời gian 200 năm hoàn thành việc đo vẽ đại đạo của thiên công, bây giờ vẫn còn 180 năm nữa, hắn không đợi được lâu như thế. Nghiên thiên phi nói, nói như vậy thì địa mẫu nguyên quân đã trả trộn vào trong này rồi à, nàng đã suy bại rồi nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại. Mèo trắng nói, chính là địa mẫu nguyên quân ta ngửi được mùi của nàng trên các tế đàn đó, mặc dù bây giờ sức sức mạnh của nàng không còn đỉnh cao nữa, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ta muốn lần theo dấu vết của nàng, nhưng lại không dám đến quá gần, chỉ sợ nàng sẽ phát giác, thế là ta bèn quay về bẩm báo chuyện này với nương nương. Người không tiếp tục lần theo dấu vết của nàng là đúng, nghiên thiên phi nói, người không nhìn thấy cảnh tượng của thảm án huyền đô, nếu như người nhìn thấy thì sẽ không dám đến gần nàng nữa đâu. Huyền đô vô cùng to lớn, không hề thua kém u đô, có vô số ánh sáng tạo thành thân thể của thiên công trên thân thể của thiên công có hàng hà sa số thần thành bất dạ thần minh sinh sống ở đó nhiều không đếm xuể những thần minh đó chỉ trong một ngày đã chết sạch vẻ mặt nàng bình tĩnh nói ta đã từng đến xem tình cảnh bi thảm ở đó tất cả các thần minh đều biến thành xác khô bị rút hết khí huyết trên người nguyên thần tàn lụi không còn một chút sức sống nào nữa chỉ có duy nhất đại nhật tinh quân tốc độ nhanh đã chạy ra được khỏi nơi đó địa mẫu nguyên quân tà ác hóa vô cùng đáng sợ tần mục không khỏi dùng mình ấn lạnh nghiên thiên phi nói địa mẫu đã bước lên con đường tà đạo nàng đến tổ đình mưu đồ của nàng chắc chắn không nhỏ đâu năm xưa nàng ở đại địa chi mẫu chính là người điều khiển những cự thú kia bây giờ lại triệu hoán những cự thú đó ra chỉ sợ mục đích của nàng chính là tái hiện lại sự huy hoàng năm xưa chỉ là nàng lắc lắc đầu bây giờ đã không giống ngày xưa nữa thời đại thuộc về nàng đã trôi qua lâu rồi mục thiên tôn người cũng nghe đủ rồi còn không mau rời khỏi đây mà chuẩn bị đi tần mục cáo từ bước ra khỏi biệt cung mèo trắng nói từ tử này Nghiên Thiên Phi giơ tay chỉ xuống mặt đất nói, hắn vẫn đang nghe, mèo trắng vội vàng ngậm miệng, hắn chỉ thấy trên mặt đất có một đôi tay, đó là tay của Tần Mục, thế mà đôi tay này lại mọc ra hai cái tai, lúc này, đôi tai ấy tựa như đã nghe thấy những lời bọn họ nói, lỗ tai khẽ động đậy, mười ngón của hai cái tay ấy đột nhiên không ngừng chuyển động, chạy trốn nhanh như bay y như một con nhện lớn. Nghiên Thiên Phi phất phất ống tay áo, hai cái tay đó hóa thành cho bụi, nàng nói, hắn đã đi xa rồi, người có thể nói tiếp được rồi đấy. Mèo trắng nói, thần nghe nói người hại địa mẫu thê thảm như thế chính là mục thiên tôn mục thiên tôn đoạt tu vi của nàng rồi gán tội cho đại đức nguyên quân sau đó còn dùng pháp thuật quỳ dị phá hủy thiên hồn địa hồn của địa mẫu nếu như chúng ta tung tin tức ra nói mục thiên tôn đang ở đây như vậy địa mẫu nguyên quân nghiên thiên phi lắc đầu nói không cần đâu hắn định vào trong mạch khoáng để lấy nguyên thạch lần này hắn đi chỉ có chết chứ không nghi ngờ gì cả hà tất phải hao tâm tổn trí đi thông báo cho địa mẫu loại tính nết như địa mẫu bản cung gặp cũng thấy phiền mèo trắng chỉ đành ngậm miệng không nói gì nữa ngoan ngoãn rúc vào trong lòng nàng ngủ gà ngủ gật tần mục rời khỏi lãnh địa của nghiên thiên phi thái thủy chi noãn vẫn luôn im lặng đột nhiên bắt đầu nóng nảy hắn oán hận nói mục thiên tôn tại sao ngươi không vào trong mạch khoáng tìm nguyên thạch luôn có địa chủ ta ở đây khu vực khai thác khoáng đó không làm gì được ngươi đâu nếu như ta không chuẩn bị mà trực tiếp đi vào trong khu vực khai thác khoáng luôn trái lại nghiên thiên phi sẽ nghi ngờ ta hoàn toàn chắc chắn sẽ lấy được nguyên thạch tiếp đó sẽ nghi ngờ người đang ở bên cạnh ta. Tần Mục cười nói, ta lấy lùi làm tiến, nàng sẽ không nghi ngờ nữa. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn tu luyện một chút đại đạo Thái Thủy. Đạo huynh, người đã đồng ý sẽ truyền thụ đại đạo Thái Thủy cho ta, bây giờ chính là thời cơ đó. Không còn đèn lồng nguyệt thiên tôn, cho dù dùng thần thông truyền tống, bọn họ cũng cần mấy ngày mới có thể đến thập vạn hắc sơn của đại hắc Mục. Tần Mục dứt khoát tùy ý tìm một thần sơn để ở lại. Thái thủy trong chứng truyền thụ cho hắn đại đạo thái thủy mà bản thân lĩnh ngộ ra, nói không hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của mạch khoáng thái thủy cho dù là ta thì cũng không lý giải được đầy đủ đại đạo của bản thân ta là thần được sinh ra bởi đại đạo thái thủy nhưng lại không phải đại đạo thái thủy ta phải hấp thụ hoàn toàn sức mạnh mạch khoáng thái thủy mới thật sự được siêu thoát mới được coi là thái thủy chân chính nếu không ta và cổ thần khác cũng không khác gì nhau mặc dù như thế đại đạo thái thủy mà thái thủy trong chứng lĩnh ngộ ra không phải là thứ mà đại đạo thái thủy của bản thân tần mục nghĩ ra có thể sánh được chỉ riêng phù văn đại đạo thái thủy tần mục cũng không thể sửa lại hoàn toàn hắn lợi dụng phù văn của thần thông bất dịch để tìm hiểu ra phù văn thái thủy nhưng chỉ chiếm một phần ba phù văn thái thủy thật sự hơn nữa còn có rất nhiều sai lầm trong đó trải qua truyền dạy của thái thủy trong chứng lúc này hắn mới có thể sửa lại những sai lầm này đại đạo thái thủy cực kỳ huyền ảo khó mà lĩnh ngộ tối nghĩa khó hiểu cho dù tần mục thôi thúc nhập đạo trong mộng lấy vô số cái bản thân ra tìm hiểu thì cũng tiến triển rất chậm chạp nhập đạo trong mộng hóa thành vô số thế giới trong mộng vô số tần mục bên trong thế giới trong mộng lợi dụng tài trí thông minh của chính mình để tìm hiểu vấn đề nan giải đây là thủ đoạn để cho tần mục làm mọi việc được thuận lợi cho dù là đại phạn thiên vương phật cũng ngưỡng mộ không dứt song không học được nhưng mà khi tìm hiểu lại gặp vấn đề nan giải ở đại đạo thái thủy tìm hiểu đại đạo thái thủy đáng sợ nhất chính là hư hóa một khí bất cẩn bước vào trạng thái ngộ đạo thường thường sẽ gặp hình dáng của thần hóa thành trạng thái thái thủy hữu hình vô chất không có hình thái không có thân thể thật sự thậm chí nguyên thần Nguyên khí, ý thức tư duy, tất cả cũng đều sẽ bị hư hóa, chỉ có hình mà không có chất, cho dù là thần thức cũng sẽ không còn sót lại chút gì, vật chất bất dịch khắc chế đại đạo thần thức, đại đạo thái thủy khắc chế vật chất bất dịch, bởi vậy đại đạo thần thức đứng trước đại đạo thái thủy không có chút sức chống cự nào, từng thế giới trong mộng của hắn bị hủy diệt trong quá trình ngộ đạo quỷ dị này, biến thành hư vô, cuối cùng cũng không cách nào tỉnh lại những mộng cảnh, cũng không có cách nào thu thần thức của hắn về, hắn nghĩ mà không khỏi có cảm giác sợ nếu như chân thân của hắn tìm hiểu chỉ sợ cũng sẽ biến thành hư vô trở thành vật mờ ảo vô tri vô dục vô cầu hắn chỉ có thể dựa vào nhập đạo trong mộng chậm rãi tìm tòi thận trọng tìm hiểu cho dù nhập đạo trong mộng hắn cũng cần sắp xếp một ít mộng đạo cũng không tìm hiểu đại đạo thái thủy mà canh giữ ở bên ngoài đánh thức bản thân kịp thời đề phòng tình thế không thể khống chế được kéo cả người mình vào bên trong trạng thái ngộ đạo hắn tìm hiểu hơn 10 ngày tuy tiến triển chậm chạp nhưng thu hoạch cũng tương đối khá dần dần hắn tìm tòi ra được một ít ảo diệu trong đại đạo thái thủy một ngày này khi hắn còn ở trong mộng đột nhiên bên trên vùng thần sơn trụi lùi này có dấu vết xanh nhạt mọc ra từ trong núi đá đó là cỏ xanh và cây non màu xanh biếc dần dần dày lên cây non cũng tự chậm rãi mọc lên trong lòng tần mục có cảm giác lập tức tỉnh lại từ trong mộng thái thủy trong trứng ở ngay bên cạnh hắn giờ phút này cũng cảnh giác hơn một người một trứng đứng ở trên đỉnh núi nhìn quanh bốn phía nhưng thấy cây cối dần dần trở lên cao Xung quanh thần sơn, cỏ cây cũng dần dần sâu trên đất hoàng, sắc xanh giống như dịch bệnh dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn khắp nơi, kéo dài đến hai bên bờ dòng sông, bò lên trên từng ngọn núi dòng sông, từng sợi rễ thô to đâm ngang lòng đất giống như địa long uốn lượn vạn vẹo vạ thân thể, thỉnh thoảng có sợi rễ vô cùng khổng lồ xuyên thủng mặt đất, ngay sau đó lại từ từ chìm vào lòng đất, ẩn nấp dấu vết hoạt động. Địa mẫu Nguyên Quân, sắc mặt tần mục tối sầm lại, Địa mẫu Nguyên Quân tà ác hóa, không ngờ nàng thật sự tới tổ đình địa mẫu nguyên quân có rất nhiều kẻ thù nhưng nói đến người nàng hận nhất không còn gì phải nghi ngờ khi tần mục có thể chiếm một chỗ tuy thực lực của nàng kém xa trước đây nhưng nàng đã trải qua trận chiến huyền đô mà ta ác hóa cắn nuốt tinh khí của vô số thần ma huyền đô chỉ sợ thực lực của nàng bây giờ với xa ta tần mục hít vào một hơi thật dài đang định trốn vào trong hư không để ẩn núp đột nhiên chỉ thấy mặt đất dưới chân núi phát ra chấn động nhẹ nhẹ vô số cây cối sinh trưởng trên mặt đất dây leo càng ngày càng to giống như dao long sen kẽ cải vào nhau cùng đan vào một chỗ với cây cối, rất nhanh, rừng rậm trăm rậm dưới chân núi lập tức hóa thành một tế đàn cây cối quy mô hùng vĩ. Mắt tần mục chăm chú nhìn lại, hoa văn trên mỗi một cái lá của tế đàn xanh biếc này đều do đại đạo nguyên đô kỳ dị cấu thành, mà lá cây hình thành tế đàn này nhiều không kể xiết. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tế đàn phức tạp như vậy, kỳ lạ hơn chính là, thứ chảy bên trong những cây cối và dây leo này không phải là nước, mà là thần huyết, thần huyết chảy xuôi bên trong cành cây, thân cây và dây leo tản mát ra thần quang, chiếu rọi những cây cối này đến gần như trong suốt, cả tế đàn tản mát ra một loại không khí quỷ dị. Theo sự di chuyển của thần huyết, mặt ngoài cành cây thân cây và dây leo cũng hiện ra vô số phù văn hoa văn, những phù văn hoa văn này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng rực. Trong lòng Tần Mục khẽ giật mình, lập tức thu hồi thái thủy trong trứng rồi nhảy về phía sau, tức khắc biến mất trên thần sơn, mang theo thái thủy trong trứng trốn vào bên trong hư không. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh YouTube Di Các Phim trình độ đại đạo thái sơ của hắn mạnh hơn đại đạo thái thủy rất nhiều không có để cơ thể trốn vào hư không ngay tại tích tắc hắn vừa mới trốn vào trong hư không đột nhiên tế đàn xanh biếc nứt ra một đường một nữ tử từ từ bay lên tế đàn khép lại rồi nâng nữ tử kia ở chính giữa tế đàn mà nữ tử kia chính là địa mẫu nguyên quân chỉ có điều lúc này địa mẫu nguyên quân hoàn toàn không còn phong thái hậu đức tái vật của đại địa chi mẫu lúc trước mà trái lại sát khí phòng quanh thân thể đang đặc sát khí huyết sát trên người nàng cực kỳ nồng đậm do có quá nhiều oan hồn chết ở trong tay nàng những oan hồn tử vong này đều là thần chỉ của thiên đình đóng quân ở huyền đô trong khi đó địa mẫu hoàn toàn không biết gì về đại đạo u đô nàng hoàn toàn không thể xóa sổ những những sát khí này mà sát khí sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nàng tiếp theo ảnh hưởng đến tính mạng của nàng địa mẫu nguyên quân đứng ở bên trên tế đàn lập tức bắt đầu làm phép tần mục ẩn núp trong hư không quan sát một lát giờ phút này thực lực của địa mẫu nguyên quân chưa khôi phục chắc hẳn chiến lược của nàng chỉ tương đương với cường giả nắm giữ sáu bảy thiên cung của cảnh giới đế tọa đương nhiên nàng còn là cổ thần còn nắm giữ một phần thân thể nguyên mộc nhưng mà thực lực của nàng lại không thể hoàn toàn dùng cảnh giới thiên cung thần tàng để cân đo đong đếm được tần mục tỉ mỉ quan sát địa mẫu nguyên quân triệu hồi tế đàn cũng giống như tạo vật chủ triệu hồi tế đàn cả hai rất giống nhau chẳng qua tế đàn này của địa mẫu nguyên quân phức tạp hơn địa mẫu nguyên quân nghiên cứu đại đạo nguyên đô rất sâu cho nên chắc chắn tế đàn nàng triệu hồi là do tạo vật chủ sáng tạo xong bởi vì địa mẫu là cổ thần nên không thể nào học được điều này cho nên nàng phải dùng đại đạo nguyên đô để duy diễn ra hắn vừa mới nghĩ đến đây đột nhiên ánh sáng bên ngoài lấp lóe từng cự thú thái cổ cường đại được nàng ta triệu hồi ra từ phía mặt sau của thế giới hạ xuống tổ đình cự thú lần trước địa mẫu nguyên quân triệu hồi chỉ là cự thú nhỏ mà cự thú trong lần triệu hồi này có khí lực lớn hơn mạnh mẽ hơn cả rốt cuộc địa mẫu muốn làm gì tần mục không hiểu nhưng vào lúc này trên trời cao đột nhiên trở nên vô cùng âm u tần mục ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời phủ khắp những phiến vải khổng lồ một thứ gì đó giống như đầu rồng được địa mẫu nguyên quân triệu hồi từ thế giới phía sau tam đại thần vương thái cổ tọa kỵ của bá dương thần vương long hao chúa tể sống trong mặt sau của tổ đình đáp xuống nơi đây từ trong thế giới kia giọng nói của địa mẫu vang lên bầu trời càng thêm rung chuyển con cự thú hình rồng kia chậm rãi mở mắt khiến bầu trời sáng rực như đột nhiên xuất hiện thêm một mặt trời tiếp theo bầu trời rung chuyển càng thêm kịch liệt một cái đầu to lớn lại tiếp tục ló ra tiếp theo là cái thứ ba cái thứ tư chín cái đầu liên tiếp nhồi nhét đầy ấp cả không trung mà chín cái đầu long hao ấy cũng đột nhiên mở mắt trên bầu trời lập tức xuất hiện thêm 18 vầng thái dương thiêu đốt cả sơn hà tần mục nhìn thấy mà da đầu run cả lên mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán khó trách thái cổ trong tam vương bá dương là bá mà thúc quân lại chỉ là thúc thì ra thúc quân chỉ là đệ đệ trong tam vương tọa kỵ long hao của bá dương là một loài thú to lớn hơn cả hư không mẫu thú trưởng thành hơn nữa còn đáng sợ hơn các loại sinh vật khổng lồ. Loại tồn tại như nó hạ xuống làm vị trí của tần mục bên trong hư không cũng xung chuyển kịch liệt, dường như khó có thể dung thân. Đây là sinh vật khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu còn là ở thời kỳ thái cổ, chỉ sợ nó chính là thần mà các tạo vật chủ cúng bái, không thể nào có sinh vật mạnh mẽ như thế. Không đúng, có. Tần mục hồn bay phất lạc nhìn đám long hao này, lẩm bẩm nói, chỉ cần tạo vật chủ tế tự thái đế hệt như tế tự long hao là có thể khiến cho cự thú như long hao trở nên lớn mạnh. Mà vào lúc này, trong lòng thúc quân thần vương bên trong thập vạn hắc sơn của đại hắc mộc ở phía xa đột nhiên sinh ra cảm ứng ngước đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ kinh hãi, tọa kỵ của bá dương, hay nên nói là thần bảo hộ của võ giáp thị đây, long hao. Hắn lầm bẩm nói, sinh vật thái cổ chỉ đứng sau thái đế, không phải nó đã chết sao, đó là cự thú mà hắn tha thiết mơ ước trong thời kỳ thái cổ, chẳng qua hắn đứng hàng lão tam trong tam vương thái cổ, mà bá dương đứng thứ nhất, bởi vì bá dương cổ xưa nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra công dụng của thần thạch thái, thái sơ cung vân đứng thứ hai cung vân thần vương nữ tân thị là một chủng tộc cường thế chưa chắc thực lực của cung vân cao hơn thúc quân nhưng nàng là nữ tử anh hùng trong tạo vật chủ thúc quân đứng ở vị trí thứ ba cũng là hợp tình hợp lý tuy thúc quân rất mạnh nhưng bàn về thực lực và thế lực so ra vẫn kém hai người kia mặc dù hắn thường xuyên khoác lác trước tần mục nhưng mà cũng chỉ bắt nạt tần mục không biết lịch sử thái cổ mà thôi lúc thực sự đối mặt với hai người kia hắn còn kém lắm lúc nào hắn cũng muốn hàng phục long hao của bá dương thần vương nhưng tự biết đánh không lại bá dương cũng không đánh lại long hao cho nên cuối cùng chỉ có thể chọn cự thú thái bồ hiện tại nhìn thấy cự thú long hao trong lòng của hắn không khỏi sôi sục cả lên bá dương đã chết long hao lại xuất hiện ngoại trừ thái đế và cung vân gia thì không có ai tranh chấp với ta hết hắn phi thân rời khỏi đại hắc mộc đi thẳng đến nơi long hao hạ xuống trong nội tâm hừng hực cuối cùng cơ hội của ta đã tới lúc này nghiên thiên phi cũng bị dị tượng lúc long hao giáng xuống kinh động nàng đi ra khỏi biệt cung ngẩng đầu nhìn thứ khổng lồ từ trên trời giáng xuống gương mặt xinh đẹp không khỏi tái mét long hao địa mẫu nguyên quân khốn kiếp này nàng không những không giết chết long hao trái lại còn dấu hung thần này đi đột nhiên nàng giận dữ đồng thời lộ ra sợ hãi năm đó cổ thần và tạo vật chủ đánh một trận tỉ muội đế hậu chịu trách nhiệm đối phó bá dương mà địa mẫu nguyên quân chịu trách nhiệm đối phó long hao hai tỷ muội các nàng nhét bá dương vào bên trong đại uyên quy khư luyện hóa hồn phi phách tán linh hồn hắc xa cũng không còn tồn tại thậm chí thần thức của bá xương cũng hoàn toàn luyện hóa thành cho trận chiến kia các nàng cực kỳ vất vả mà việc địa mẫu nguyên quân đối phó với long hao lại rất đơn giản sau đó nàng ta nói cho các nàng biết long hao đã chết long hao là cự thú lớn mạnh nhất thời kỳ thái cổ thậm chí có thể nói là cổ thần trong cự thú giống hệt loại cổ thần tế tự như địa mẫu nguyên quân nhưng mà nó lại là thứ vũ khí chiến tranh được sáng tạo ra để đối phó với cổ thần với loại thần thú này cho dù là tỷ muội đế hậu cũng cực kỳ sợ hãi Trước khi Thái Đế nổi dậy, chính bá Dương Thần Vương trong Tam Vương Thái Cổ là kẻ thống trị và nô dịch cổ thần, mà chỗ dựa của hắn chính là Long Hao. Còn cự thú này là tồn tại được tế tự lâu nhất, sức chiến đấu của nó tuyệt đối đạt đến đỉnh phong của thời đại kia. Quan trọng hơn chính là, nó có thể điều khiển tất cả dị thú bên trong tổ đình, ngoại trừ hư không thú, cho dù có là thiên công thổ bá cũng phải sợ nó ba phần. Ngay cả tỷ muội đế hậu cũng không có cách gì để đại uyên quy khư thôn tính nó, thậm chí năm đó bá dương thần vương cưỡi nó hạ xuống quy khư xâm nhập vào bên trong đại uyên ngay cả đại uyên cũng không có cách nào làm gì được nó mãi đến sau này thái đế nổi dậy thái đế không chế thái sơ long hao không làm gì được thái sơ lúc này mới khiến cho chủng tộc thái đế lớn mạnh không ngờ rằng trong thời kỳ đại chiến thái cổ địa mẫu không hề giết chết long hao địa mẫu tính toán giữ lại nó để đối phó với ta và cổ thần khác mưu đồ của nàng chưa bao giờ nhỏ cả nghiên thiên phi đứng ở trước cung điện ngửa mặt lên nhìn chín cái đầu rồng vô cùng khổng lồ bên trong bầu trời không khỏi tức giận ta và tiện nhân kia giết bá dương đương nhiên long hao vì báo thù cho bá dương nên sẽ ra tay với ta nàng tính toán khá lắm có điều thời kỳ thuộc về tạo vật chủ đã qua cho dù là long hao cũng chẳng dấy lên được bao nhiêu sóng gió ở trước mặt thiên tôn trên bầu trời chín đầu quái vật khổng lồ kia đã xuất hiện nhưng mặc cho địa mẫu nguyên quân triệu hồi như thế nào từ đầu tới cuối long hao vẫn không triệu hồi tới hoàn toàn được còn cự thú vô song này nhìn địa mẫu nguyên quân thậm chí nó lộ ra vẻ châm chọc long hao nhân vật mạnh mẽ nhất thời kỳ thái cổ năm đó là ta buông tha ngươi không để ngươi chết trong đại chiến thái cổ bên trên tế đàn địa mẫu nguyên quân nghiêm nghị nói bây giờ là lúc ngươi đến báo ân còn không nghe theo triệu hồi của ta chui khỏi phía mặt sau của tổ đình tới đây chín cái đầu rồng của cự thú long hao đột nhiên phát ra tiếng cười ha ha thần thức vô cùng kinh khủng nhất thời tràn ngập bầu trời và mặt đất thản nhiên nói nguyên mộc đáng thương và hèn mọn biết bao năm đó ngươi xanh ung tươi tốt tán cây che trời côn bằng ngàn dặm bay lượn bên cạnh ngươi cũng chỉ như là một con côn trùng nhỏ bé bây giờ ngươi lại trở thành một gốc cây non nho nhỏ ngươi không có năng lực triệu hồi ta nữa rồi một cái đầu của nó dò xét xuống từ trên bầu trời đi qua trước hư không nơi tần mục trốn trên chiếc cổ vô cùng lớn thậm chí những phiến vảy rồng xuyên qua hư không những phiến vảy rồng này vô cùng bóng loáng thậm chí còn chiếu rọi cả bóng dáng của tần mục và thái thủy trong trứng bên trong hư không lên trên vảy rồng khiến cho bọn họ không còn gì để che giấu nữa trong lòng tần mục ngạc nhiên có lẽ thực lực của cự thú long hao không bằng thái đế nhưng chỉ sợ cũng không khác nhau lắm cái đầu của con long hao kia thăm dò tế đàn trên không bóng dâm của đầu bao trùm che lấp hết cả dãy núi mặc dù tế đàn của địa mẫu rất lớn nhưng ở trước cái đầu rồng này lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể ta sống rất tốt ở phía sau tổ đình nơi đó không buồn không lo có vô số cự thú ở lại sinh sống ở nơi đó không còn tạo vật chủ bọn ta sẽ không còn chủ nhân tự do tự tại cái đầu rồng này không hề thốt lên lời nào thần thức của hắn quá mạnh mẽ cho nên hắn dựa vào thần thức để truyền đạt ý nghĩ của hắn chẳng qua khi hắn suy nghĩ bầu trời và mặt đất lập tức xuất hiện đủ loại dị tượng hắn nghĩ ra sấm chớp bầu trời lập tức dày đặc lôi điện hắn nghĩ ra dãy núi dãy núi lập tức ẩm ẩm vụt lên từ mặt đất hắn nghĩ ra biển cả sóng giữ mặt đất lập tức xuất hiện đại dương mênh mông cuồng phong sóng giữ thần thức này của long hao không thua kém gì thái đế nhưng mà thần thức của hắn không hề tinh thuần bằng thái đế tần mục lập tức nhìn ra được điểm mà long hao không bằng thái đế nói trắng ra là long hao không có nguyên thạch thái sơ không có công pháp cao cường như đại la thiên không có cách nào luyện hóa thần thức trong cơ thể khổng lồ của mình đến trình độ tinh thuần, cũng không có cách nào lĩnh ngộ ra đại đạo thần thức, vì vậy hắn kém hơn thái đế. Nhìn nhận từ thương thế từ trên người ngươi thì ngươi thua, thua không còn lấy một manh giáp, hồn phách cũng chỉ còn lại một vệt, ngay cả bản thể của chính bản thân ngươi cũng đã mất đi. Vẻ châm chọc của Long Hao ngày càng đậm, nó khoan thai nói, thậm chí ngươi còn không từ thủ đoạn chiếm đoạt khí huyết của người khác để tăng cường bản thân, để lại vô số tai họa ngầm. Lúc trước ngươi là địa mẫu, ngươi có được sự che chở của chúng sinh nhờ công đức vì vậy ngươi mới có thể lịch kiếp mà bất tử mà bây giờ ngươi đã hủy hoại hết công đức của bản thân chắc chắn ngươi sẽ hồn phí phách tán hắn cười khẩy nói bây giờ ngươi mời ta xuống núi chỉ vì để ta chặn đao cho ngươi ha ha địa mẫu nguyên quân ngươi nghĩ hay đấy nhưng mà quá ngây thơ đầu của hắn từ từ bay lên những cái đầu khác cũng lần lượt biến mất trong hư không bên trên tế đàn địa mẫu nguyên quân nghiêm nghị nói long hao năm đó ta tha cho ngươi một mạng hiện tại đến lượt ngươi báo đáp ta long hao hoàn toàn biến mất tha cho ta chẳng qua ngươi lấy tính mạng con cháu của ta để uy hiếp ta mà thôi năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta lấy đâu ra chuyện bỏ qua cho ta chứ đừng đến gây chuyện với ta đừng đến gây chuyện với con cháu của ta bên trên tế đàn địa mẫu nguyên quân hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mặc cho nàng thúc giục tế đàn triệu hồi long hao như thế nào thì từ đầu đến cuối cũng không cách nào triệu hồi cả con cự thú này ra ngoài được thực lực bây giờ của long hao mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều cho dù là năm đó thực lực của long hao cũng trên nàng chỉ vì nàng ở địa mẫu cũng có thể khống chế được cự thú chính vì vậy thái sơ để nàng đi đối phó với long hao nàng lựa chọn không giết long hao mà đưa long hao cùng một ít cự thú mạnh mẽ giấu ở phía đằng sau của tổ đình tất cả mọi chuyện cũng là vì tính toán cho tương lai của mình địa mẫu nguyên quân có dã tâm riêng thiên công và thổ bá có thể đứng ngoài cuộc nhưng nàng với tư cách là nguyên mộc được trưởng thành dưới sự tế tự của tạo vật chủ nơi tổ đình sớm đã nhiễm phải khí tức trần tục của tạo vật chủ cho nên muốn đoạt quyền thống trị vũ trụ trong tương lai với Thái Sơ. Có điều sau này Thái Sơ được chư thần đề bạt, thành lập thiên đình Long Hán, xây dựng thời kỳ Long Hán, địa mẫu nguyên quân biết chuyện không thành, vì thế mới từ bỏ ý định này. Sau đó trong cuộc chiến thượng hoàng, nàng bị đám người người thiên tôn, lăng thiên tôn, hỏa thiên tôn, hiệu thiên tôn vây đánh, chưa kịp triệu hồi Long Hao thì đã bị giết chết. Cho đến hôm nay, từ đình giải phong ấn, nàng mới có cơ hội triệu hồi Long Hao, nhưng Long Hao lại chẳng thèm ngó ngàng tới nàng. Nếu ngươi đã vô tình, vậy thì đừng trách ta vô nghĩa địa mẫu nguyên quân lạnh lùng cười rồi nói ta không triệu hồi ngươi tới được nhưng ta có thể triệu hồi đời đời con cháu của ngươi tới triệu hồi tất cả cự thú ở mặt sau của tổ đình trở lại tổ đình để mặc ta sử dụng mặc ta chiến đấu ta sẽ dùng máu vô số đời sau của ngươi để lát thành con đường cho quả nhân đăng cơ nàng tiếp tục triệu hồi cự thú phía sau tổ đình đủ loại cự thú hình thù kỳ quái không ngừng hiện ra từ trên bầu trời từng con rơi xuống đất con nào con nấy đều vô cùng to lớn bên trong hư không con mắt của tần mục nhìn chằm chằm về phía đó nhiều cự thú như vậy khí lực khổng lồ như thế cho dù đối mặt với hư không thú cũng không kém bao nhiêu đương nhiên hư không thú tập hợp phần lớn ưu điểm của cự thú thủ đoạn công kích cũng nhiều hơn hẳn cộng thêm vẻ thần bí khó lường cho nên mạnh hơn những cự thú này nhiều nếu không chúng cũng không thể khiến cho nơi này chỉ còn lại hư không thú tạo vật chủ đã sống trong một thế giới đầy hiểm nguy trong tổ đình của năm đó nếu họ không nắm chắc sức mạnh của thần thạch thì rất khó sinh tồn được trong thế giới này tần mục không khỏi cảm khái tạo vật chủ ngẫu nhiên lấy được thần thạch, thế nhưng lại vén mở ra một nền văn minh. Từ đó trở đi, tạo vật chủ càng ngày càng lớn mạnh, dần dần điều khiển cự thú chống lại đất trời tự nhiên, cuối cùng trở thành người thống trị. Đối với đời sau của chủng tộc mà nói, tạo vật chủ chính là một nhóm thần cổ xưa nhất, nhưng vào lúc này, trong lòng tần mục đột nhiên cảm nhận được gì đó, hắn vội vàng mang theo thái thủy trong trứng bỏ chạy về chỗ sâu nhất của hư không. Vua, một cái rễ vô cùng thô to xuyên qua trước mặt hắn, sợi dễ sắc bén đột nhiên phồng lên giống như một con nhím to lớn bốn phương tám hướng có vô số dễ cây sinh trường sợi dễ xuyên thấu từng tầng từng tầng hư không đuổi sát tần mục mục thiên tôn ngươi còn muốn trốn một cái dễ đột nhiên lớn lên rồi hóa thành máu thịt trong tích tắc sinh trưởng thành một nữ tử có hình thái địa mẫu nguyên quân cách nơi tần mục đứng không xa nữ tử kia phát ra giọng nói sắc bén lạnh lùng cười nói vảy rồng của long hao đã phản chiếu rõ ràng bóng dáng của ngươi rồi ngươi còn tưởng rằng bản thân giỏi lần trốn lắm ư Tần Mục mang theo Thái Thủy trong trứng nơi hư không tầng 2 trốn vào hư không tầng 3, hư không tầng 4, nhưng mà dễ bay lượn đầy trời, xen kẽ cải vào nhau ở xung quanh hắn, điên cuồng công kích về phía hắn. Từng địa mẫu nguyên quân lần lượt sinh trưởng ra từ rễ cây, có địa mẫu thì sinh trưởng trên bề mặt rễ, có địa mẫu treo ngược dưới rễ, song họ đều công kích về cùng một phía Tần Mục từ mọi hướng. Sáng người Tần Mục nhanh nhẹn bình tĩnh tránh né công kích từ bốn phương tám hướng, hắn liên tục bị địa mẫu nguyên quân truy kích, dần dần đi sâu vào từng tầng hư không thân thể hắn lèn vào hư không, dường như cả người dung hòa là một với hư không, không gặp phải mảy may chút bài xích nào của hư không. Thế nhưng địa mẫu nguyên quân không có bản lĩnh này của hắn. Nàng ta chỉ có thể dùng pháp lực mạnh mẽ vô song cưỡng ép đối kháng với bài xích của hư không, bởi vậy tần mục có thể hoàn toàn nắm chắc khiến cho địa mẫu nguyên quân biết khó mà lui. Địa mẫu, chán hẳn ngươi không biết, nghiên thiên phi đã đến tổ đình. Tần mục cười nói, xem ra long hao nói không sai, bởi vì ngươi thật sự bị huyết sát quấn thân, cho nên ảnh hưởng đến trí tuệ của ngươi ngươi triệu hồi long hao và nhiều cự thú như vậy gây ra động tĩnh lớn như thế rất khó giấu giếm được nghiên thiên phi bây giờ ngươi còn không đi ngươi định chờ mất mạng ở trong tay nghiên thiên phi hư địa mẫu nguyên quân thầm giật mình nhanh chóng rút lại tất cả sợi dễ xuyên qua bên trong hư không bản thể của nàng lập tức chìm xuống đi về phía tế đàn đột nhiên một đại uyên quy khư xuất hiện ở tế đàn trên không kéo toàn bộ rễ cây trên trời đang rút về tế đàn vào bên trong đại uyên đây là thần thông quy khư của nghiên thiên phi kéo lấy rễ của địa mẫu vậy mà mang địa mẫu nguyên quân bình định dưới lòng đất Cứng ép kéo về phía mặt đất bởi vì hận ý của địa mẫu nguyên quân với tần mục quá sâu cho nên lần này nàng dốc hết sức dùng rễ của mình để truy sát tần mục bây giờ sợi rễ bị nuốt vào đại uyên quy khư nàng cũng khó có thể chạy trốn địa mẫu nguyên quân thấy mình sắp bị kéo lên mặt đất nàng đột nhiên cắt đứt từng đoạn dễ bởi lẽ địa mẫu nguyên quân biết rõ bản thân không phải đối thủ của nghiên thiên phi cho nên đành phải bỏ gốc chạy lấy người đại uyên quy khư thôn tính ma diệt toàn bộ phần rễ bị dứt kia bóng dáng nghiên hiên phi hiện lên ống tay áo khẽ phất đưa về sau lưng cúi đầu nhìn về phía lòng đất quan sát hướng địa mẫu nguyên quân bỏ chạy khi thế nàng hào hùng như là thống trị dưới vòng trời của nữ đế nắm giữ quyền lực thiên hạ nắm chắc quyền hành sống chết đột nhiên những cự thú địa mẫu nguyên quân triệu hồi ra gào thét hung ác dữ tợn nhau nhau đánh về phía nghiên thiên phi nghiên thiên phi hử lạnh một tiếng thu ánh mắt về đôi mắt quét về về phía cự thú thái cổ ánh mắt của nàng đi tới đâu đại uyên quy khư xuất hiện tới đó lần lượt kéo hết những cự thú thái cổ kia vào bên trong đại uyên bên trong đại uyên huyết tương dâng trào như suối những cự thú nhìn như vô cùng mạnh mẽ kia lại khó lòng thoát khỏi ánh mắt của nàng từng đám lần lượt bị tiêu diệt thành trong bụi nàng đột nhiên ngẩng đầu rồi nhìn sâu vào trong hư không tần mục thầm giật mình tưởng rằng nàng muốn ra tay với bản thân hắn thế là lập tức ôm lấy thái thủy trong trứng nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên đầu to xuất hiện ở hư không tầng 6 đang quan sát động tĩnh của tổ đình thiếu niên đầu to kia không ngờ ánh mắt nghiên thiên phi lại đáng sợ như thế còn chưa kịp hành động một đại uyên quy khư đã xuất hiện ở hư không tầng 6, hút hắn lên đáp vào bên trong đại uyên hắn nghĩ rằng việc ẩn náu ở hư không tầng 6 đã là rất an toàn nhưng mà ánh mắt của nghiên thiên phi lại có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hư không lao thẳng đến bên cạnh hắn quả nhiên thiên tôn đáng sợ đến kinh ngạc thiếu niên đầu to này chính là thúc quân vẻ mặt hắn không khỏi tiêu điều hắn đến là vì long hao nhưng không ngờ rằng Long Hao hoàn toàn không bị địa mẫu nguyên quân triệu hồi ra ngoài, trái lại hắn còn gặp phải nữ tử tàn nhẫn nghiên thiên phi này. Thần thức của hắn mạnh mẽ, nhưng thần thức của hắn đều dùng để cường hóa thân thể, nếu không dùng để cường hóa thân thể, hắn đã có thể trốn ở bên trong hư không sâu hơn, không sợ ánh mắt của nghiên thiên phi. Mà bây giờ, cho dù hắn muốn nhưng cũng không thể nào chạy trốn vào hư không tầng sâu hơn, thấy hắn bị hút vào bên trong đại uyên quy khư, đột nhiên có một bóng dáng chán ở trước người hắn, đó là tần mục tần mục cũng khó có thể ngăn cản thần thông của nghiên thiên phi soạt một tiếng cùng bị kéo vào bên trong đại uyên quy khư bên trong đại uyên truyền đến tiếng như sấm nổ vang giống như có cự thú mở rộng miệng dùng sức cắn xé răng rác răng rác nhai nhồng nhòm một lúc lâu sau dường như tần mục đã bị đại uyên quy khư nhai đến nát bét bên trong đại uyên mới phun ra một nhúng xương máu mục thiên tôn trạng thái tinh thần của thúc quân không khỏi loạn cào cào cả cà lên run giọng nói xương máu phun ra lại hóa thành bóng dáng tần mục tần mục khoát tay về phía hắn cười nói không cần lo lắng ở trong này uy lực thần thông của nghiên thiên phi cũng mạnh lắm thúc quân ngạc nhiên đột nhiên hư không chấn động thân hình nghiên thiên phi xuất hiện ở phía trước hai người ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ đào qua hai người tần mục chán trước người thúc quân cười nói thiên phi nương nương chúng ta là đồng minh vừa mới chia tay không bao lâu sao vừa thấy mặt đã ra sức hạ sát thủ mục thiên tôn ta và ngươi không phải là đồng minh dường như nghiên thiên phi muốn nhìn thấu thân thể hắn để thấy rõ thiếu niên đầu to sau lưng của hắn nói khẽ thiếu niên này là ai thần thức tu vi cũng không tệ đây là nghĩa tử của ta tần mục xoay người lại dắt tay thiếu niên đầu to cười nói hắn tu luyện thần thông thần thức xấu mặt trước thiên phi nương nương rồi trong lòng thúc quân cực kỳ không vui nhưng vẫn kiên trì nói nghĩa phụ vị nương nương này là không được vô lễ tần mục giả vờ giận quát đây là thiên nhiên tôn trong người thiên tôn thiên phi nương nương còn không hành lễ chào hỏi thúc quân vội vàng hành lễ của tiểu bối trong lòng càng thêm khó chịu dường như vai vế của lão tử càng ngày càng thấp ánh mắt của nghiên thiên phi tập trung lên người thúc quân thản nhiên nói đầu nghĩa tử của ngươi rất lớn khiến cho ta không khỏi nghĩ đến một cố nhân thúc quân cúi đầu không dám nói lời nào quả thật đế hậu nương nương đã từng gặp hắn hơn nữa còn rất quen thuộc tần mục cười ôn hòa nói thiên phi nương nương nhớ tới vị cố nhân nào nói không chừng ta cũng nhận ra nghiên thiên phi lắc đầu hắn đã chết từ lâu rồi làm gì có chuyện ngươi đã từng gặp hắn chứ mục thiên tôn nghĩa tử của ngươi không tệ đâu chẳng qua đi theo ngươi quá lãng phí, bản lĩnh của ngươi không cao, không dạy được thứ gì cho hắn, có thể giao cho ta được không? Tần mục cười ha ha nói, giao cho ngươi cũng không phải là không được, trái tim thúc quân siết lại, tần mục tiếp tục nói, có điều mèo trắng của ngươi sẽ ghen ghét, hơn nữa hiểu thiên tôn mà biết, chỉ sợ sẽ đánh chết ta, nghiên thiên phi cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên nhìn lên vết sách của bầu trời tổ đình, trong lòng tần mục khẽ lộp bộp, cũng nhìn về nơi đó chỉ thấy một đội thuyền đang đi về phía vết nứt nghênh đón một bảo liễn thiên tôn đi ra từ bên trong đó là tổ thần vương đến nghiên thiên phi cười như không cười nói những năm gần đây thường xuyên có hư không thú kết bè kết phái tập kích thuyền vận chuyển bảo vật cướp sạch những thứ được khai thác trong các khu khai khoáng của mỗi người bọn ta xem ra tổ thần vương đang tính tìm ra kẻ sai khiến phía sau màn tần mục giật mình thon thót nhớ đến cảnh tượng long kỳ lân điều khiển hư không mộ thú đi tuần thế là lập tức hiểu được hành động mấy năm nay của long kỳ lân mười thiên tôn đều có lãnh địa ở bên trong tổ đình mặc dù chỉ có mạch khoáng thái sơ thái tố và thái thủy lần lượt rơi vào tay hiểu thiên tôn cung thiên tôn và nghiên thiên phi nhưng mà mạch khoáng thần kim khác cũng không thể coi thường rõ ràng sau khi long kỳ lân nắm hư không thú trong tay hắn ta hoành hành tổ đình mười ngày một lần khi con thuyền chứa đầy bảo vật trong lãnh địa của mười thiên tôn rời khỏi tổ đình hắn lập tức dẫn hư không thú đi cấp sạch mà lần này chắc hẳn tổ thần vương đã thiết kế một cái bẫy để long kỳ lân chủ động chui vào bên trong tiểu tử long béo này vẫn chưa trưởng thành tần mục âm thầm lo lắng lặng lẽ nói có lẽ chỉ có mình thái đế mới có thể điều khiển hư không thú cướp sạch thuyền bảo vật của mười thiên tôn nương nương thái đế ẩn nấp ở giữa chúng ta kẻ này nham hiểm xảo trá ngay cả bảo vật trong thuyền của bản thân cũng cướp hơn phân nửa cố gắng lừa dối để qua ải nghiên thiên phi lạnh nhạt nói lần này tổ thần vương tự thân ra tay chắc chắn sẽ tóm được thái đế đang ẩn mình trong số chúng ta gái của tần mục ướt đẫm mồ hôi nếu như tổ thần vương bắt được long kỳ lân chẳng phải mười thiên tôn kia sẽ nhận định tần mục chính là kẻ sai khiến phía sau màn đến lúc đó mười thiên tôn sẽ đội cái tên thái đế lên đầu hắn thế chẳng phải việc giết hắn sẽ trở thành danh chính ngôn thuận hay sao thậm chí có thể nói rằng thái đế mượn sắc mục thiên tôn giết chết tần mục là vì báo thù cho mục thiên tôn ấy chứ khi đó bản thân có oan cũng không có chỗ mà giải oan đột nhiên xa giá của tổ thần vương không nhận lấy nganh đón của đội thuyền mà lại bẻ hướng đi thẳng đến một nơi của tổ đình tổ thần vương phát hiện ra địa mẫu nguyên quân trong lòng tần mục và nghiên thiên phi đồng thời hơi dao động có thể khiến cho tổ thần vương từ bỏ đoàn thuyền lớn này chỉ có địa mẫu nguyên quân thế lực của tổ thần vương tại huyền đô bị địa mẫu nguyên quân nhổ cỏ tận gốc khiến cho thế lực của tổ thần vương gần như toàn quân bị diệt những thế lực này là tổ thần vương đã trải qua không biết bao nhiêu năm bồi dưỡng mới hình thành quy mô như hiện nay có thể tưởng tượng được hận ý của hắn đối với địa mẫu nguyên quân lớn đến mức nào tần mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm âm uhm. một vực thẳm bỗng dưng xuất hiện trong hư không nghiên thiên phi bước vào trong đó rồi vực thẳm biến mất ánh mắt tần mục lóe lên chắc hẳn nghiên thiên phi đuổi theo tổ thần vương thúc quân cũng thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn tần mục nói với giọng không vui nghĩa phụ tần mục trầm giọng nói cẩn thận nghiên thiên phi vẫn chưa đi xa thúc quân giật thon thót đành phải kiềm chế xuống không nổi giận bị nàng chiếm chút hời cũng không chết được thôi thôi một lúc lâu sau vẻ mặt tần mục trầm xuống cười lạnh nói thần vương lão ca ngươi cũng bất cần quá đấy nếu không có ta thì ngươi đã chết lâu rồi trước có địa mẫu nguyên quân sau có nghiên thiên phi bản thân ngươi không cẩn thận thì cũng thôi đi nhưng lại suýt nữa liên lụy đến ta thúc quân vội vàng cười xòa nói ta biết sai rồi lúc đó không phải ngươi cũng chiếm hời của ta hay sao ngay cả cái danh nghĩa phụ ta cũng gọi rồi đó tần mục đen mặt nói không có lần sau đâu đấy thúc quân liên tục gật đầu đột nhiên tỉnh táo lại đáng lẽ ta còn đang muốn tới hỏi tội bây giờ bị hắn chặn lời một cái là quên khuấy mất tên khốn này càng ngày càng khó chơi tần mục hỏi ngươi cũng bị long hao kia kinh động nên mới chạy tới đây hả thúc quân gật đầu đó là tọa kỵ của bá dương thần vương thật ra thì cũng không thể nói là tọa kỵ thật ra chiến lược của long hao còn mạnh mẽ hơn cả bá dương hắn là lão tổ tông của tất cả cự thú có thể nói là cổ thần bên trong cự thú cự thú này là thần thủ hộ thời kỳ thái cổ cổ thần đều sợ hắn ba phần không ngờ rằng hắn lại còn sống ta cũng động lòng tham nhìn thấy hắn thì lập tức chạy tới xem xem có cơ hội thu phục hắn hay không Tần Mục lắc đầu nói, thu phục hắn, chỉ sợ Thái Đế đến cũng chưa chắc có thể làm được. Với trình độ thần thức bây giờ của ngươi, thu phục hắn hệt như chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Thúc quân thở dài, nhưng vẫn không buông bỏ chấp niệm với Long Hao. Có điều Long Hao xuất hiện cũng làm ta có chút đề phòng, không biết phía sau những thế giới này còn cất giấu thứ gì. Nếu như địa mẫu triệu hồi tất cả cự thú ở mặt sau ra ngoài, chỉ sợ nàng ta muốn dấy lên một trận tranh đấu kịch liệt ở bên trong tổ đình, mượn sức mạnh của những cự thú này phá hủy lãnh địa mười thiên tôn cướp lấy bảo vật dùng để chấn áp số mệnh của người thiên tôn. Tần Mục nói đến đây thì cảm thấy không rét mà run, vô số cự thú bỏ mạng, nếu như để cường giả kỳ nguyên trước lợi dụng thủ đoạn để huyết tế, chỉ sợ sẽ làm cho phong ấn của Thái Dịch bị nới lòng. Khi đó, nói không chừng Thái Dịch lại sứt đầu mè chán, thậm chí nói không chừng lại có cường giả của kỳ nguyên trước chạy đến. Chuyện thế này, tốt nhất là để Thái Dịch tự lo liệu đi, hắn không nhịn được mà lắc đầu, nói, thần vương lão ca, ngươi xuyên qua hư không, báo tin cho Long Béo tổ thần vương đã đến tổ đình bảo hắn đừng làm loạn thúc quân rời đi tần mục bình tĩnh lại tính toán phút chốc cũng lao thẳng tới hư không bây giờ nghiên thiên phi đi gặp tổ thần vương không ở mạch khoáng thái thủy nhân cơ hội này ta vào bên trong mạch khoáng lấy nguyên thạch thái thủy không lâu sau hắn lại trở lại mạch khoáng thái thủy tú hùng tô kinh ngạc nói chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thiên tôn đã hoàn toàn nắm chắc việc đối đầu khu khai khoáng quỷ dị rồi ư tần mục lắc đầu thở dài ta không nắm chắc chút nào hết chẳng qua dù như vậy thì ta cũng cần phải đến thử một lần nếu không chết không nhắm mắt mất tú hồng tô cười nói thiên tôn đừng bi quan như vậy nếu không vào được quay về là được nàng đưa tần mục vào bên trong khu vực khai khoáng nói tuy trông có vẻ khu vực khai khoáng này không lớn nhưng trên thực tế lại rất lớn vô cùng nguy hiểm thiên tôn hãy cẩn thận bảo vật thông linh bên trong khu vực khai khoáng đặc biệt là thần thạch nơi này hữu hình vô chất thường xuyên chạy trốn muốn đào được cũng không dễ dàng nguyên thạch lại càng xuất quỷ nhập thần ta tuân mệnh canh giữ nơi này đã từng thấy nguyên thạch ba lần song lần nào cũng để nó trốn mất tần mục cảm ơn tú hồng tô lui ra tần mục đi sâu vào trong khu vực khai khoáng chỉ thấy phía trước sương mù trắng xóa trong sương mù có vài bóng người đứng ở nơi đó hữu hình vô chất chắc hẳn là thợ khai khoáng thần thạch bị khu vực khai khoáng đồng hóa tần mục đi thẳng về phía trước chỉ thấy từng bóng người đứng ở trong sương mù há to miệng gào thét không ra tiếng với hắn tần mục không để ý lắm tiếp tục tiến lên đột nhiên dừng bước lại khi đi qua một vùng sương mù, cười nói, tiểu thất, người cũng đi theo sao, người tiễn ta vào khu vực khai khoáng đấy hả, phía sau hắn, một con mèo trắng im hơi lặng tiếng đi đến, xuất hiện ở phía sau hắn, con mèo trắng kia chính là con mèo nhỏ mà nghiên thiên phi thường xuyên ôm trong ngực, nó bước từng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, phình cái đuôi lên tự ý bước đến phía trước tần mục, cũng không thèm quay đầu lại nói, mục thiên tôn, ta tới dẫn đường cho ngươi, mời vào bên trong, tần mục mỉm cười, cất bước đi theo hắn con mèo trắng tiểu thất không nhanh không chậm tiến lên phía trước hững hờ nói khu mạch khoáng này hiểm ác dị thường ngay cả cảnh giới đế tọa bước vào trong cũng không thể kiên trì được quá lâu những người vào được trong này khai thác quạng mỏ đều là cường giả thần chỉ nhưng vì đi vào nơi này rồi ở lại quá lâu cho nên bị mạch khoáng đồng hóa tần mục nghe được âm thanh khai thác mạch khoáng ánh mắt tập trung nhìn lại thì nhìn thấy có thần nhân đang khai thác thần thạch ở trên vách núi mà ở xung quanh thần thạch thì có vô số loại phù văn dị thường hiện lên dày đặc hai bên vách núi còn có hai tấm gương chiếu dọi thần thạch ở trên vách đá, dường như sợ thần thạch chạy mất, tay thần nhân kia cầm cuốc chim bổ xuống từng nhát từng nhát phát ra tiếng con con. Tần Mục nhìn chốc lát, chỉ thấy mỗi lần thần nhân này bổ một nhát thân thể sẽ mở đi một chút, mà dường như chính hắn cũng không cảm nhận được, vẫn không ngừng cố gắng đào lấy thần thạch xuống. Mèo trắng tiểu thất quay đầu, Tần Mục bước tới đuổi theo, lại chỉ nhìn thấy một vài công nhân thần nhân khác nữa, bọn họ giống như những cái xác không hồn tự mình khai thác thần khoáng vách đá ở trước mặt mỗi người đều dùng đủ loại phù văn quỷ dị phủ kín vách đá bên cạnh dựa vào hai tấm gương lớn chiếu dọi thần thạch ở trên vách đá bọn họ miệt mài làm việc phung quốc chim lên một cách khô khan đập vào vách đá phát ra những tiếng cong cong đột nhiên một người trong số đó vui mừng đến rơi nước mắt ôm lấy một khối thần thạch reo hò rơi lệ nghẹn ngào nói ta đào được rồi ta đào được một khối thần thạch rồi đây là khối thần thạch thứ ba của ta cuối cùng ta cũng được quay trở về nhà rồi Vốt! cái quốc chim ở sau lưng hắn vung lên cắm xuyên vào sọ não của hắn đâm thủng thiên linh cái thần nhân kia chết oan chết uổng ngay lập tức đánh úp hắn cũng là một tên công nhân thần nhân khác kẻ đó tiêu diệt được người kia xong thì lập tức vơ lấy thần thạch thái thủy rơi ở trên đất cười khà khà nói ngươi được quay về nhà phải là ta mới đúng lão tử đã trải qua những ngày tháng trong này đủ rồi hắn vui mừng hớn hở điên cuồng chạy ra ngoài khu khai khoáng hét lên sung sướng dám công dám công ta đào được một khối thần thạch dường như những thần nhân đang khai thác khác không hề nhìn thấy họ vẫn bổ vào vách tường đá như người mất đi chi giác tần mục cao mày thiên phi nương nương có đức nhân ái quý trọng sinh mệnh có lòng thương hại những công nhân mỏ này đều là từ tù của nhà lao thiên đình mèo trắng tiểu thất nói bọn họ phạm vào tội chết nhưng nương nương hứa với bọn họ chỉ cần bọn họ đào được ba khối thần thạch thì sẽ miễn tội chết cho bọn họ cho bọn họ áo gấm về làng tần mục quan sát những thần nhân khai thác mạch khoáng bên trong khu mạch khoáng đầy sương mù này nói chỉ sợ tu vi của bọn họ không chống đỡ nổi ba khối thần thạch mèo trắng tiểu thất liếc mắt nhìn những tên công nhân thần nhân kia để lộ ra vẻ mặt khinh thường nói ba khối thần thạch có thể thu thập được một khối thần thạch mà không bị đồng hóa đã là cao thủ của cảnh giới chảm thần đài rồi thu thập được ba khối mà không chết thấp nhất cũng phải ở cảnh giới ngọc kinh cho dù là cường giả của cảnh giới lăng tiêu sau khi thu thập được ba khối thần thạch thân thể cũng sẽ nửa hư hóa sau khi ra ngoài cũng chỉ là một tên phế nhân thôi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người